các bác ở đây thì các bác thấy đang có 4 cái âm ly 506 nhá, 4 cái âm ly 506, và trong cái video này là cái video mà khách hàng gửi về bên em, cũng như là khách hàng mang trực tiếp đến cửa hàng để mà nâng cấp, mà biến cái âm ly này thành cục đẩy công suất. Và ở đây thì các bác thấy là có cả đây có 4 cái, thì có 3 cái là khách hàng họ gửi qua bưu điện qua bên em để mà nhờ bên em biến cái âm ly thành cục đẩy công suất. Và thực tế ở đây đang có một cái ở đây, cái ở giữa em đang chuẩn bị làm đây, là thực tế là đây có 2 bác khách này là trực tiếp đến mang đến cửa hàng. Hai anh ở đâu nhỉ? Long Biên. Long Biên thì cũng gần ở bên em thôi. Thì thưa các bác là nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là liên tục là lên đơn và có những cái video là giới thiệu cũng như là trực tiếp là thực tế là nâng cấp cho khách hàng biến cái âm ly thành cục đẩy công suất. Thì cái video của bên em thì có rất nhiều người theo dõi và cũng có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều. Và ở đây thì trong cái video này thì em nhấn mạnh cho các bác là không cái gì bằng thực tế, là đây là hai trực tiếp là hai khách hàng đã mang trực tiếp đến ở bên em là con âm ly 506. Và ở đây thì có con âm ly này là âm ly hàng bãi xịn. Với những cái âm ly mà 506 hàng bãi xịn ý, có nghĩa là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà các bác mua cũ thì nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 15-17 triệu. Thì bản chất của những cái âm ly này thì nó rất là đắt tiền và bản chất của nó thì đã rất là hay rồi. Nhưng mà ở đây thì cái vấn đề chúng ta đặt ra là chúng ta khách hàng người ta muốn âm ly nó hay hơn. Có nghĩa là bản chất của nó hay rồi và bây giờ muốn âm thanh của nó hay hơn nữa thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là lắp thêm con vang vào con âm ly. Và lắp thêm con vang vào âm ly thì có rất nhiều những cái phương án lắp đặt khác nhau. Và hôm nay thì thực tế luôn, trực tiếp luôn em sẽ chia sẻ cho các bác là một số những cái phương án để chúng ta nâng cấp cái âm ly để cái âm ly nó hay hơn các bác nhé. Âm ly 506 âm thanh đã hay rồi và để âm thanh nó hay hơn thì chúng ta sẽ có cái phương án là lắp thêm cái con vang vào. Và lưu ý đặc biệt cho các bác là đây là một cái video kỹ thuật và trong cái video này thì em sẽ giới thiệu rất sâu, rất kỹ, rất tỉ mỉ để các bác mà xem để mà nắm bắt được cái cách để chúng ta chuyển đổi cũng như là chúng ta sẽ nắm được cái nội dung những cái có thể là làm được ở trên cái con âm ly 506, những cái tác vụ có thể làm được, những cái cách dùng có thể là dùng được ở trên con âm ly 506. Và với con âm ly 506 đó là con âm ly nếu mà hàng chuẩn của công ty nhé, hàng chuẩn theo cái mạch thiết kế của 506 chuẩn ấy, thì đó là một con âm ly có 4 vế kênh công suất. Thì ở trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng âm ly 506, hàng chính hãng, hàng liên doanh, hàng nhái thì có rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà ở đây thì em sẽ nói ở cái phiên bản chuẩn 506 thì đó là một con âm ly 4 kênh. Còn một số những cái hàng nhái thì nó chỉ là con âm ly 2 kênh thôi. Nó nhái là phải nó chỉ thực ra nó không phải là 4 kênh mà nó chỉ là 2 kênh thôi. Và trước khi mà đi vào video thì em nhấn mạnh cho các bác là đây là một cái video kỹ thuật, thành ra em làm rất là dài, rất là kỹ. Mong mỏi của em là những người xem cái video này thì bất kỳ bác nào dù có không am hiểu về phần kỹ thuật nhưng mà các bác xem cái video này và xem từ đầu đến cuối cái video này thì chắc chắn là các bác sẽ tự thao tác được để mà biến cái âm ly và nâng cấp cái âm ly để mà âm thanh nó hay hơn. Đấy là cái điều chắc chắn và cái điều mong mỏi của em, thành ra là em sẽ làm rất là kỹ. Những cái bác nào mà biết rồi thì các bác có thể là bỏ qua cái video này đấy, còn những cái bác nào mà muốn mà đạt được cái tỷ lệ thành công nhất thì mong các bác là hãy xem từ đầu đến cuối cái video. Các bác đừng tua cái video vì có thể là các bác bỏ qua một vài giây thôi là các bác sẽ làm sai cái quy cách, là chúng ta sẽ không đạt được cái hiệu quả mong muốn. Và trong những cái video trước ấy, trong rất nhiều những cái video trước thì có một số những cái bác mà đưa ra những cái thắc mắc là như này. Thứ nhất là tại sao con âm ly 506 là một con âm ly mua rất là đắt tiền rồi và nó là hàng hãng, hàng bãi, nghe rất là hay rồi, mua 15-16 triệu, nghe rất là hay rồi, thì tại sao lại phải mất thêm tiền, lắp thêm con vang vào làm gì, tốn thêm tiền làm gì? Đấy, thì cái câu trả lời ở đây là khách hàng đã thấy con âm ly 506 là đã hay rồi, nhưng mà đơn giản nhất là họ muốn hay hơn. Họ muốn hay hơn nữa thì họ sẽ lắp thêm con vang để mà âm thanh nó hay hơn nữa. Và dưới cái cương vị là làm nghề và đã có thực tế rất rất nhiều những cái trường hợp là nâng cấp âm ly thì em khẳng định luôn các bác nhé, em tự tin khẳng định cho các bác là khi mà các bác lắp cái con vang vào âm ly, chắc chắn với các bác là âm thanh của các bác nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là khi mà các bác lắp vang vào âm ly là các bác phải thao tác đúng là một. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết cách chỉnh. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất đó là các bác lắp thêm con vang mà thì các bác phải mua một con vang hàng chính hãng, hàng tốt thì các bác lắp vào âm thanh mới hay. Chưa âm ly của bác là tốt, âm ly của các bác là xịn, là đắt tiền rồi, nhưng mà các bác lại mua phải một con vang hàng nhái, một con vang rẻ tiền thì các bác lắp vào âm thanh nó sẽ không hay hơn. Thì đấy là một số những cái lưu ý như vậy. Và
Cái nữa là nhiều bác là theo dõi cái kênh của bên em thì các bác bảo là con âm ly 506 thì khi mà em thao tác là em cắt dây ở bên trong. Ví dụ ở đây là đang có một cái âm ly cũng đang làm dở này. Đây đang làm dở thì em đang cắt dây, em đi dây đằng sau ở bên trong máy. Thì nhiều bác lại bảo là tại sao lại phải cắt dây ở bên trong đó, sao không rút cái cầu chữ U ở đằng sau âm ly ra để biến cái âm ly thành cục đẩy nó nhanh hơn mà tại sao lại phải cắt dây? Thì những cái bác như vậy là những cái bác mà không am hiểu về phần kỹ thuật. Thì các bác phải lưu ý hộ em là con âm ly 506 này ở phần phía sau âm ly. Đây ạ, ở phần phía sau của âm ly, ở đây nó có hai cái dòng âm ly 506 khác nhau. Đây là của cô Mi này, còn đây là của hàng liên doanh này. Đấy, thì cái ở cái âm ly 506 ở đằng sau nó không hề có cầu chữ U nhé các bác nhá. Không hề có cầu chữ U, thành ra là bắt buộc nếu mà muốn biến nó thành cục đẩy thì phải cắt dây ở bên trong. Phải cắt dây đi dây bên trong. Đấy. Còn một số những cái dòng mà âm ly hai kênh, ví dụ như là con âm ly 203 này, âm ly 203 này thì đằng sau nó có cái cầu chữ U này các bác nhé. Đây đằng sau nó có cái cầu chữ U, thì khi mà các bác muốn mà biến cái nó thành cục đẩy, muốn biến cái âm ly thành cục đẩy thì chỉ việc là rút cái cầu chữ U này ra thôi. Đấy, rút cái cầu chữ U ra chúng ta sẽ bóc tách giữa vế công suất và vế vang của con âm ly này, thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái vế mà cái vế công suất biến cái âm ly thành cục đẩy, là không cần phải cắt dây ở bên trong, rất là đơn giản. Đấy, thì các bác lưu ý là giữa 506 và những cái âm ly khác thì nó khác nhau, chứ không phải là cái nào cũng rút được cái cầu chữ U các bác nhé. Đấy là cái thắc mắc của một số bác như là như vậy. Tiếp đến là nhiều bác lại thắc mắc là bây giờ không cần phải cắt dây ở bên trong, cũng không cần phải biến nó thành cục đẩy, mà chỉ cần lắp thêm vang là thôi cũng được cơ mà. Thì thưa các bác là đúng chính xác, nếu mà các bác không cần phải cắt dây và cũng không phải cần cắt dây bên trong mà chúng ta vẫn cắm ở đường tín hiệu bình thường, cắm với con vang ở tín hiệu bình thường thì vẫn được. Nhưng mà ở cái phương án đấy thì em lưu ý đặc biệt cho các bác, nếu mà ở cái phương án mà các bác vẫn sử dụng những cái chết áp của con âm ly này thì sử dụng nó cực kỳ khó. Có nghĩa là chúng ta phải căn chỉnh giữa cả vang và cả âm ly, có nghĩa là kết hợp rất nhiều lút với nhau, thì rõ ràng lúc đó cái thao tác chỉnh của chúng ta nó sẽ phức tạp hơn, Và tiếp nữa là khi mà các lắp ở chế độ bình thường là không cắt dây, không biến cái âm ly thành cục đẩy, thì có nghĩa là chiết áp ở phần phía dưới vẫn sử dụng được, chúng ta vẫn tăng giảm được cái vần giải equalizer. Thì lúc đó thì khi mà cái tiếng mic cộng với tiếng nhạc ở trên con vang, sau đó thì nó đưa sang cái đường tiếng này và nó đưa xuống âm ly, và âm ly của chúng ta ở phần phía dưới chúng ta cũng tăng giảm được cái phần giải equalizer. Thì khi mà nghe nhạc ấy, các bác tăng nó, các bác nghe nhạc nó sướng thì thôi, nhưng mà đặc biệt lưu ý là rất rất nhiều các bác gặp phải là khi mà chúng ta hát karaoke sau đó thì chúng ta vặn ở âm ly này, dẫn đến là cái việc mà nó cộng hưởng, có nghĩa là khi mà chúng ta vặn như này thì nó đồng thời nó tăng cả tiếng nhạc lên, đồng thời nó tăng cả tiếng mic. Thì khi mà tăng cái tiếng mic thì nó bị cộng hưởng cái tiếng mic và nó bị lắc sen cái tiếng mic, dẫn đến là cái tiếng mic nó bị ù tiếng, nó bị rít tiếng, và rất nhiều những cái trường hợp mà cái tiếng mic nó bị không hay. Thì đấy là cái trường hợp là không mong muốn, do là chúng ta vẫn để cái phần âm ly này chỉnh, chúng ta không biết chỉnh là dẫn đến cái trường hợp đấy, và rất rất nhiều khách hàng là vậy. Và theo cái kinh nghiệm của em nhé, em theo kinh nghiệm thực tế của em thì nếu mà các bác biến cái âm ly thành thành cục đẩy, không sử dụng cái chiết áp nữa, có nghĩa là chúng ta sẽ cắt dây này và biến thẳng cái âm ly thành cục đẩy, không sử dụng cái vế vang của âm ly nữa, thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là hay nhất và cái cách dùng là đơn giản nhất. Các bác lưu ý hộ em là cái thiết bị âm thanh ấy, dù nó có hiện đại đến đâu, nó có đắt tiền đến đâu nữa, nhưng mà cái quan trọng nhất và hiệu quả nhất đó là cái cách sử dụng của người sử dụng, có nghĩa là chúng ta phải biết chỉnh thì âm thanh nó mới hay được. Chứ còn chúng ta không biết chỉnh thì dù thiết bị nó có đắt tiền đến đâu, nó có hiện đại đến đâu nữa thì nó cũng không thể hay được. Đấy, và càng hiện đại mà cộng thêm mà chúng ta không biết chỉnh thì thiết bị nó lại càng dở, nó càng âm thanh nó càng dở ở cái chỗ đấy. Thì các bác nên nhớ là các bác chúng ta hãy chọn cái phương án mà nó đơn giản nhất trong cái cách sử dụng để chúng ta sẽ có một cái hiệu quả sử dụng là tốt nhất. Và ở đây thì là em đang nói về số đông chứ không phải là tất cả chúng ta đều không biết sử dụng. Đấy, thì có những cái bác mà am hiểu về phần kỹ thuật, am hiểu về cách chỉnh thì các bác có thể là kết hợp giữa cả vang cả âm ly thì chúng ta sẽ có một hiệu quả là ok hơn. Đấy, nhưng mà ở đây em nói về số đông đến hơn 90%. Theo cái làm nghề của em, kinh nghiệm của em, đến hơn 90% những cái bác mà lắp mà vẫn để nguyên cái chiết áp của con vang này, con âm ly này, thì khi mà kết hợp cả hai cái là hiệu quả là không hay bằng chỉ con vật chỉnh ở trên con vang và biến cái âm ly thành cục đẩy. Thêm một cái nữa là rất nhiều những cái bác thắc mắc ấy là tại sao con âm ly 506 ấy mua rất là đắt tiền rồi, là tầm 15-16 triệu, thì tại sao không bán con âm ly đi? Tại sao không bán con âm ly đi để mà cái số tiền đấy chúng ta có thể là thừa sức chúng ta mua một con vang, mấy một con đẩy thì hiệu quả âm thanh nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái câu nói của các bác là cũng có cái ý đúng và cũng có cái ý chưa đúng. Cái ý đúng ở đây đó nghĩa là cái số tiền mà 15-16 triệu thì chúng ta cũng có thể là thừa sức chúng ta sẽ mua được một con vang với một con đẩy. Đấy, và lắp vào thì sẽ có ở cái chỗ này này.
Đấy, không phải là hoàn toàn là đẩy nó sẽ hay hơn âm đi các bác nhé. Ở cái chỗ này khi mà em khuyên các bác này, nếu mà các bác mà đang sử dụng con âm đi 506 mà các bác đang phân vân ở cái vấn đề là có lắp thêm vang hay không lắp thêm vang, thì ở cái chỗ này, thứ nhất là các bác phải xác định là cái loa của các bác đang lắp cái con âm đi 506 là loa gì. Thì nếu mà cái loa mà các bác đang lắp cái con âm đi 506 là loa bass 20, là loa cái loa bass 20 ấy, thì chắc chắn luôn các bác là các bác vẫn để nguyên cái âm đi 506 thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều khi mà các bác sử dụng cục đẩy. Và em nói về số đông chứ không phải là tất cả nhé, không phải tất cả trong trường hợp mà 90%, hơn 90% là nếu mà con âm ly mà lắp với cả cái loa bass 20 ấy, thì cái âm thanh của cục đẩy, âm thanh của cái vế công suất của âm ly ấy, nó rất là phù hợp với những cái dòng mà loa bass 20, thành ra cái chất âm của nó nghe tiếng nó rất là mềm mại, nó rất là hay. Nhưng mà vẫn là cái loa bass 20 mà các bác bán con âm ly để đi. Bán con âm đi để các bác mua cục đẩy công suất, mặc dù là cục đẩy công suất là công suất nó khỏe hơn rất là nhiều, nhưng mà âm thanh nó không thể hay bằng âm ly được. Âm thanh nó không thể hay bằng cái vế công suất của âm ly nó hoạt động được, vì cái vế công suất của âm ly nó rất là phù hợp với cả bass 20. Thành ra là chúng ta nghe âm thanh nó rất là hay. Còn nếu mà các bác lắp cục đẩy vào với lắp bass 20 ấy, thì nghe mặc dù nó rất là khỏe nhưng mà âm thanh của nó không mềm mại. Nó bị vỡ tiếng, nó bị phá tiếng đi, nó không không mềm mại nữa. Thì thành ra là ở cái vấn đề là một số những cái bác mà đang vẫn đang sử dụng cái bass 20 mà các bác đang vẫn đang sử dụng âm ly, thì cái phương án là chúng ta vẫn sử dụng cái vế công suất âm thanh của âm ly và chỉ biến cái âm ly thành cục đẩy thôi. À, biến cái âm ly thành cục đẩy và có nghĩa là thay cái vế vang của con âm ly đi thành một con vang mới, thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả âm thanh nó tốt hơn các bác nhé. Thì đấy là cái bác lưu ý, biệt cho các bác lưu ý chỗ đoạn này này. Ở chỗ nhá, em giải thích thích các bác âm ly thì nó có hai phần, giải thích lại đây là vế công suất và đây là vế một con vang. Ở phần phía trước nó là con vang, nó sự là sự kết hợp của một con vang cơ và một cục đẩy công suất 4 kênh. Thì cái con vang cơ này thì rõ ràng là cái âm ly này nó là một cái con vang cơ đời đầu, có nghĩa là ăn vang cơ đời đời cũ. Thì cái công nghệ ở trên con vang cơ này là công nghệ đời cũ là không tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái vế công suất của con âm ly, nhưng mà bây giờ sẽ thay cái vế vang của con âm ly đấy bằng một con vang đời mới. Bằng một con vang đời mới thì chắc chắn là cái con vang đời mới này, đấy, chúng ta chọn một con vang đời mới, một con vang đắt tiền, một con vang tốt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hiệu quả tốt hơn là cái con vang ở trên con âm ly này. Đấy, thì tại sao là nâng cấp âm ly là nâng cấp con vang này này? Nó là nâng cấp con vang này các bác nhé. Đây là một con vang cũ, con vang cơ cũ. Đấy, con vang cơ cũ này nó sẽ không bằng con vang đời mới. Thì trên con vang đời mới mà em hiện giờ trên thị trường em khuyên các bác dùng đó là con vang KM330 Pro. Thì ở trên thị trường hiện giờ thì có cái mã mới nhất đó là cái con vang KM350 Pro Gen 2, đó là cái phiên bản nâng cấp của con này. Nhưng mà em nói rõ với các bác là thực tế em thấy cái con đấy chất âm nó không bằng con này. Giá nhập của hai con như nhau và giá bán hai con như nhau, mặc dù cái con kia nó là phiên bản mới, đã nhẽ nó phải hay hơn, nó phải tốt hơn, nó phải hiện đại hơn và nó phải đắt tiền hơn, nhưng mà nó không hay hơn, thành ra là giá bán nó bằng con này. Và để mà hiệu quả nhất, dễ chỉnh nhất thì em khuyên chân tình các bác hãy dùng con này KM330 Pro, đứng đầu thị trường Việt Nam luôn các bác nhé. Các bác đề cập là muốn mua một con vang cơ lai số thì con này đứng đầu thị trường Việt Nam luôn, đứng đầu thị trường Việt Nam luôn. Thì cái con này thì nó hơn cái con vang ở cái âm ly ở chỗ nào? Con vang này nó hơn con vang ở âm ly, đó là một con vang thế hệ mới, nó thừa hưởng con vang đời cũ, nó cộng thêm những cái chế độ đời mới nữa, thành ra là âm thanh nó sẽ hay hơn. Đấy, con vang đời cũ của các bác, con vang ở trên âm ly nó không có hệ thống mà chống rú rít mic, hát mic nó hay bị rít, bị lặng, bị méo tiếng. Thì trên con vang đời mới này nó có bo mạch mà chống rú rít mic, các bác hát nhẹ nhàng hơn, nó nhạy hơn mà nó không bị rít mic. Thứ nhất là thế. Thứ hai nữa là trên cái con vang của con âm ly này nó chỉ có hiệu ứng echo. Nó chỉ có hiệu ứng echo. Đấy, nhưng mà trên con vang đời mới này nó chạy chip số, tốc độ xử lý nhanh và nó có thêm hiệu ứng reverb. Đây ạ, hiệu ứng reverb ở tiếng mic. Đấy, thì nó sẽ có hai hiệu, thêm một hiệu ứng nữa, gấp đôi cái hiệu ứng ở trên tiếng mic, thành ra là âm thanh tiếng mic nó sẽ hay hơn. Tiếp đến là cái phần mà cái con vang đời cũ ở âm ly nó không có hiệu ứng thúc tiếng mic. Đây ạ, thúc tiếng mic, các bác hát tiếng mic nó rất là lặng, nếu mà các bác tăng lên thì nó bị rít mic, mà hát giảm xuống để nó không bị rít mic thì nó bị lặng mic, thì nó là không có bo mạch chống rú rít và nó không có thúc tiếng mic. Đấy, là âm thanh nó sẽ kém hơn. Đấy là em chỉ phân tích ở cái chỗ là có hay không có nhé. Đấy, và trên con vang này nó kết hợp giữa cả vang cơ và vang số, có nghĩa là như này. Vang cơ là nó chỉnh như vang cơ, là tất cả ở đây các bác không cần phải lôi máy tính ra, không cần phải lôi phần mềm ra các bác cài, các bác phải chỉnh nó phức tạp, mà các bác sẽ sử dụng ngay ở trên cái con vang này, tung chặt trầm cầm tay cho chỉnh, là chỉnh đây, chỉnh cơ đây, có nghĩa là chúng ta lấy tay chúng ta chỉnh trực tiếp trên sản phẩm. Thì có những cái chiết áp nhỏ này, chúng ta sẽ sử dụng cái chiết áp nhỏ này, cái tu vít nhỏ này chúng ta chỉnh. Thì chúng ta cần bát thì chúng ta đưa vào bát, cần tép thì chúng ta đưa vào tép, cần hiệu ứng như nào thì chúng ta đưa vào, thì chúng ta chỉnh. Nó rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, rất là dễ dùng.
Đấy, và cái con này nó thêm cái phần số nữa là nó kết hợp với công nghệ số, là nó chạy cái chip số. Tốc độ xử lý âm thanh nó nhanh hơn vì cái công nghệ số nó nhanh hơn và chính xác hơn, thành ra là âm thanh nó sẽ hay hơn. Và nó có nhiều cái đường tín hiệu, ví dụ như con âm ly này các bác không có cái đường giải mã tín hiệu quang học nhé. Đây em, khách hàng cũng con này cũng nâng cấp lên con 330 này. Con âm ly thì chắc chắn là không có giải mã tín hiệu quang học, là các bác nghe âm thanh nó sẽ kém hơn khi mà các bác cắm ở trên tivi mà xuống, thì các bác phải cần qua một cái bộ giải mã. Đấy, cái con này cắm thẳng dây luôn và cái hệ thống giải mã con này thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thứ nhất là, thứ hai nữa là âm ly nó không có chế độ Bluetooth. Con này nó có Bluetooth để các bác giao tiếp không dây với điện thoại. Đấy, truyền tiếng từ 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 điện thoại ra cái hệ thống âm thanh qua cái chế độ Bluetooth. Đấy. Và trên con âm ly không có cái đường mà cắt cốt dành cho loa super, rồi không có đường loa center, và nói chung là thiếu rất là nhiều cái so với cái công nghệ này. Đấy, thì nó là như vậy. Và ví dụ như con này thì nó sẽ đọc được cả USB này, nó đọc được cả cái âm thanh số là âm thanh USB qua cái cổng này, cổng USB là âm thanh MP3, âm thanh số. Thì trên âm ly nó không làm được như vậy, thì em chỉ phân tích sơ qua, và thực tế là nó còn có rất nhiều cái con này, nó rất nhiều cái nó hơn ở con vàng ở âm ly. Đấy, thực tế là như vậy. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ trực tiếp luôn, thực tế luôn nhá. Ở đây thì khách hàng bác đây, hai bác ấy đang ngồi uống nước cái kia và đang chờ em làm. Ở đây thì những cái video sau thì em sẽ làm những cái con tiếp theo, và khách hàng đang gửi ba con này. Ở con này con thứ tư là trực tế là khách hàng mang đến tận cửa hàng luôn nha các bác nhá. Thì không có lý do gì mà khách hàng họ mang đến cửa hàng, nhìn thực tế em thao tác và trận tận mắt tận tai nghe cái âm thanh, và họ có quyền quyết định, họ có thể quyền so sánh là khi mà lắp vang vào nó có hay hơn là để nguyên không, hay là có lên là có cắt dây hay không. Thì khách hàng có hoàn toàn có quyền lựa chọn, mà họ thấy em làm và cuối cùng là bật âm thanh lên thấy hay hơn, thấy hợp lý hơn thì họ mới chấp nhận. Còn nếu mà không thấy hay, không thấy hợp lý thì họ có quyền là bảo bên em là bên em là để nguyên cái hiện trạng, có nghĩa là khi mà cắt dây ra mà đấu xong mà không thấy hay thì em có thể em lại tháo dây ra em đấu lại như cũ được cho các bác. Vì cái này gọi là chỉ là ở tạm thời thôi các bác nhé, tạm thời là cắt cái dây ra và đấu vào. Thì nếu mà ví dụ mà các bác không thấy hay thì các bác có thể là đấu dây lại giả nguyên viện hiện trạng. Đấy, còn nếu mà thấy hay rồi thì chắc chắn là khách hàng sẽ để nguyên để mà nghe ở chế độ là biến này cục đậy. Và chắc chắn luôn em, chắc chắn luôn các bác, là theo cái kinh nghiệm làm nghề cũng như là từng rất nhiều lần mà nâng cấp cho khách hàng, thì cái phương án mà biến cái âm đi thành cục đậy chúng ta sẽ có một hiệu quả cực kỳ là tuyệt vời. Âm thanh nó hay hẳn lên. Và ở đây thì em cũng lưu ý đặc biệt cho các bác là đây là bây giờ thì em sẽ đi vào cái video chính, và lưu ý cho đặc biệt là các bác, đây là một cái video kỹ thuật và em làm rất là tỉ mỉ, rất là rõ ràng để nhiều bác hiểu nhất, để nhiều người nghe mà hiểu nhất cái vấn đề. Đấy, thì mong là các bác là thông cảm là cái video nó dài, nhiều khi nó dài dòng ở đây là đáp ứng cho nhiều người ở đây nha em. Và các bác mà cảm thấy cái video nó hữu ích, nó có ý nghĩa, thì các bác có thể là ủng hộ giúp đỡ bên em bằng cách là các bác sẽ ấn đăng ký kênh ở phần phía dưới video, thì nó có nút đăng ký, các bác sẽ ấn nút đăng ký để ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em. Cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí, các bác có thể lấy điện thoại của các bác vào kênh YouTube ấn đăng ký, hoặc là các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà bạn bè các bác để ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em, giúp đỡ kênh của bên em các bác nhé. Càng nhiều người các đăng ký càng tốt, và đăng ký nó không mất cái chi phí gì của các bác. Và ở đây thì cụ thể trên con âm ly này thì em cũng giới thiệu các bác là nó có hai phần chính. Ở đây khi mà em làm ấy, thì các bác lưu ý là khi mà cắt dây này là chúng ta sẽ có một cái vải ở phần phía dưới, để chúng ta cắt dây là có những cái sợi dây đồng nhỏ nhỏ này, giả sử nó có bị đứt thì nó vướng với cái vải này, nó không bị rơi xuống mạch, thì khi mà chúng ta bỏ cái vải này ra chúng ta sẽ bỏ hết những cái dây mạt ra, để tránh cái trường hợp là chúng ta không kê vải hoặc là chúng ta kê tờ giấy thì nhiều khi là cái tờ giấy nó trượt, là những cái sợi đồng nó rơi xuống dưới là nó gây chập mạch rất là nguy hiểm. Thì các bác lên kê cái tờ vải xuống nhé, cái vải xuống. Và trên cái âm ly này em phân tích nó sẽ có hai phần. Cái âm ly 5.6 là nguyên tắc đều như vậy, nó có hai phần. Thứ nhất ở đây là cái phần mà công suất này. Phần công suất, phần nguồn thì không nói gì nhé, đây là cái biến thế nguồn nhé. Biến thế nguồn thì nó là cung cấp cái nguồn điện thôi, cung cấp nguồn điện cho cái mạch công suất này, và cung cấp một số những cái dòng điện mà thấp hơn cho những cái mạch mà xử lý ở đây, phần xử lý ở đây. Thì ở đây nó có hai phần, thứ nhất là phần công suất. Phần công suất là cái khuếch đại cái tín hiệu lên để đủ lớn để mà đưa ra loa. Đấy, còn cái phần ở trên này là cái phần âm thanh của nó chưa đủ lớn để chưa đưa thẳng ra loa được, nó bắt buộc phải có mặt cái công suất này để khuếch đại để đưa ra loa. Thì với cái con cục đẩy 506 công suất 506 ấy, âm đi 506 thì nó sẽ có 4 mạch công suất. Ở đây nó có 2 mạch.
trên này có hai mạch và đây là hai cái đường tín hiệu vào này. Bên này có hai mạch, thì tất cả là có bốn đường công suất, bốn vế mạch công suất khuếch đại. Ở với con âm ly này nó có hai phần như vậy, và khi mà chúng ta nâng cấp mà chúng ta sẽ lược bỏ đi, có nghĩa là tạm thời lược bỏ nhé các bác, tạm thời lược bỏ đi vế vang, đây là cái vế vang, đây là một cái con vang cơ của âm ly, chúng ta tạm thời chúng ta lược bỏ đi và chúng ta sẽ giữ lại cái vế công suất, là giữ lại cái vế công suất để các em nói sơ qua như vậy. Và thực tế thì sẽ tiến hành cái con âm ly này, thì đầu tiên trước khi mà tiến hành thì các bác đặc biệt lưu ý hộ em ấy là cái con âm ly này các bác phải lắp cái dây loa vào trước. Lắp con này nó có 4 đường công suất đúng không? Đây là đằng sau, cái phía sau của con âm ly 506 này. Nó có 4 đường công suất, chúng ta sẽ lắp 4 cái loa vào. Lắp 4 cái loa là sau đó chúng ta sẽ lắp ở chế độ bình thường. Chế độ bình thường có nghĩa là đây các bác thấy là đây là đường tín hiệu mà từ trên cái con vang này. Nó có đường chính, đây là đường tín hiệu chính. Đường tín hiệu chính dành cho loa trái, loa phải. Các bác sẽ cắm vào cái cổng số 1, số 2. Cắm vào cổng số 1, số 2. Sau đó thì cái công tắc như này này. Cái công tắc này các bác sẽ gạt về cái chế độ là 1, 3 và 2, 4. Cái công tắc này có nhiệm vụ như nào? Ở đây thì các bác thấy là ở phần phía sau con âm ly 506 nó sẽ có cổng 1, cổng 2, cổng 3, cổng 4. Và bên cạnh đấy thì nó sẽ có một cái công tắc này. Đấy, thì nếu mà chuẩn cái mạch 506N ấy, đây, N này, thì nó sẽ như này. Và có cái công tắc như này các. Khi mà các bác gạt cái công tắc sang cái chỗ là 11, 22, 33, 44 này này. Đây này. Thì có nghĩa là các bác cắm cái đường tín hiệu vào kênh 1 thì nó sẽ khuếch đại và nó sẽ đưa loa kênh 1. Các bác cắm vào đường tín hiệu kênh số 2 thì nó sẽ khuếch đại, nó sẽ đưa ra loa kênh số 2. Các bác cắm vào đường tín hiệu số 3 thì nó sẽ khuếch đại lên và nó đưa ra kênh số 3. Và kênh số 4 cũng vậy, cắm vào số 4 thì nó khuếch đại, nó đưa ra kênh số 4. Đấy, và thì nếu mà các bác muốn cả 4 loa này nó kêu thì các bác phải đòi hỏi các bác phải cắm 4 dây tín hiệu. 4 dây tín hiệu cho 4 cái đường công suất này. Đấy, còn nếu mà các bác gạt sang cái đây, gạt sang cái công tắc này thì chúng ta chỉ cần cắm 2 dây thôi. Đấy, các bác sẽ thấy là 1 3 đây, các bác sẽ nhìn đấy, 1 3 này. 1, 3 và 2, 4. Có nghĩa là nếu mà các bác gạt công tắc ra đây thì cái 1 này nó sẽ truyền sang số 3. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần cắm số 1 thôi, cái số 3 tự nó sẽ có cái tín hiệu của số 1. Cái cắm chỉ cần cắm số 2 thôi, tự nó sẽ chia sang số 4. Đấy, thì lưu ý như vậy. Và đây bây giờ em sẽ gạt sang cái phần mà gạt sang cái phần mà 1, 3 và 2, 4 nhá. Sau đó thì em sẽ cắm cái đường tín hiệu vào. Tiếp đến ở đây thì em đã đưa cái đường tín hiệu vào rồi và cắm 4 loa rồi, và em sẽ bật thử lên. Với cái con vang này nhá, hiện giờ là em đang sử dụng là hai cái vế, là vế chính, cái đường tín hiệu chính là loa trái loa phải này, cộng với cả em lắp cái đây là cái đường tín hiệu súp. Thì bác khách này bác cũng đang tham khảo cái loa súp điện ở đây, thì chút nữa thì em sẽ lắp cái loa súp điện xong. Thì bây giờ trước tiên là em sẽ bỏ cái đường súp ra, em chỉ sử dụng cái này các bác nhá, chỉ đơn thuần là có con âm ly 4 đường tín hiệu loa và cái đường tín hiệu trái phải xuống âm ly đây. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử đường tiếng trước. Đầu tiên là trước khi mà các bác tiến hành thì các bác phải kiểm tra con âm ly là cái vế công suất khuếch đại của nó có tốt không. Đây các bác nhá. Ở đây thì cũng là một cái phương án mà chúng ta lắp cái đầu tiên là chúng ta vẫn để nguyên cái âm ly mà chỉ lắp thêm con vang thôi. Đấy, không biến cái âm ly thành cục đẩy, không phải cắt dây cắt giết gì ở bên trong cả. Đấy, thì đây là một cái phương án đầu tiên. Thì cái phương án này thì em lưu ý cho các bác là thứ nhất là nó sẽ khó sử dụng hơn. Và đến 90% thì em thấy cái này nó không có hiệu quả bằng cách là biến cái âm ly thành cục đẩy. Biến cái âm ly thành cục đẩy nó vẫn hiệu quả hơn. Nhưng mà tùy vào các bác lựa chọn thôi. Ở đây em sẽ đưa ra phương án thôi. Đấy, phương án đầu tiên đó là vẫn để nguyên cái âm ly này, không cắt dây giết gì ở bên trong cả. Và đây ví dụ như bật cái âm nhạc lên. Đây. Ở đây thì đầu tiên là ở đây thì khi mà lắp như này thì chúng ta phải kết hợp cả cái chiết áp ở trên con vang, cả chiết áp ở dưới con âm ly. Nói thật với các bác là sẽ khó sử dụng hơn rất là nhiều, khởi dụng hơn rất là nhiều. Đấy, thì nếu mà các bác mà chỉnh ở âm ly mà lên quá thì nó hay bị rít mic. Đấy, thì vấn đề là như vậy. Trước khi mà biến cái âm ly thành cục đẩy thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác cái cách lắp đơn thuần để mà biết được cái 4 cái vế công suất âm thanh của con âm ly nó vẫn tốt. Thì đây em bật lên này. Có nghĩa là 4 cái loa là vẫn hoạt động bình thường và 4 cái đèn nháy này là vẫn nháy bình thường, thì có nghĩa là 4 vế công suất của con âm ly của bác khách này nó vẫn hoạt động bình thường các bác nhá. Vẫn hoạt động bình thường. Và đây thì đầu tiên là em sẽ để ở chế độ là âm thanh mộc hết này. Để âm thanh mộc hết, con vang này cũng để mộc hết nhá, không chỉnh cái gì cả. Đây, 12 giờ hết. Và cái phần công suất âm thanh của cái này em để 12 giờ hết. Có nghĩa là đường tín hiệu nó sẽ không bị căn chỉnh gì cả. Đấy, để nguyên đây các bác sẽ nghe cái âm thanh đấy. Với cái chế độ này thì các bác nghe thì âm thanh thì nó cũng hay, nhưng mà nó sẽ không hay bằng là các bác biến vào cái thành cục đẩy đâu nhá. Em nói điều chưa bị như vậy. Và cái ở cái chế độ này nghe thường các bác nghe nó sẽ bị rè tiếng, và tiếng âm thanh nó không chuẩn tiếng. Và bây giờ nhá các bác nhá, thứ nhất là đã kiểm tra cho bác khách này rồi, và bây giờ thì em sẽ thực tế là tiến hành biến cái con âm ly này thành cục đẩy công suất. Và nhắc lại các bác, đây là một cái video kỹ thuật và em làm rất là kỹ để mà mong muốn là nhiều người hiểu. Em sẽ tắt âm ly đi này. Sau đó thì sẽ bỏ cái con vang này ra. Đây là một cái video thực tế luôn nhé. Đây là khách hàng, đây là hai bác khách, đây là chủ cái đơn hàng đây, đứng đây đây. Và chút nữa thì em nâng cấp xong em bật lên thì hai bác ấy có gật đầu không. Cái quan trọng là cuối cùng là khách hàng có gật đầu không là cái quan trọng. Thực tế luôn các bác nhé.
Thưa các bác, ở đây thì em đã tháo lóc cái con âm ly của bác khách ra. Thế là con âm ly 4 kênh công suất. Ở đây các bác sẽ nhìn này. Ở vỉ bên này nó sẽ có, đây là một cái đường một công suất vào này, hai cái đường công suất vào này. Ở bên này có hai đường tiếp, một đường này, hai đường. Thì với công việc của chúng ta bây giờ, chúng ta muốn biến cái con này thành chỉ sử dụng cái vế công suất, có nghĩa đây là tạm thời nhá. Chứ không phải là cắt dây ra là các bác bị hỏng luôn các bác nhá. Em chỉ nhấn mạnh các bác ở đây là tạm thời thôi, có nghĩa là bây giờ chỉ chúng ta sẽ sử dụng cái vế công suất của con này. Đấy, và không sử dụng cái vế vang của con này. Đây là cái vế vang. Con vang này, con vang đời cổ, thì bây giờ sẽ thay vào một con vang đời mới hơn, âm thanh nó sẽ hay hơn và vẫn giữ lại cái vế công suất. Và những cái bác mà đang mà sử dụng những cái loa bass 20, cụ thể nhà các bác này thì anh đang sử dụng là một đôi là một AV, mới cả anh sẽ có một đôi BMB 252. Đấy, hàng bãi. Thì nếu mà những cái bác mà đang sử dụng những cái dòng mà loa bass 20, em thực tế luôn là cái nghe cái công suất, cái công suất của con âm ly nghe nó vẫn hay hơn, là các bác sẽ đẩy lắp vào đẩy nó không hay bằng con âm ly đâu. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà các bác muốn nâng cấp cả loa mà muốn lắp vào bass 30, đấy, bass 25 hoặc là bass 30, thì các bác lên thay vì là cùng nâng cấp cái con này thì chúng ta bán hay chúng ta mua cùng đẩy thì nó hợp lý hơn. Đấy, còn nếu mà vẫn sử dụng bass 20 thì cái công suất của con âm ly này là nghe nó vẫn hay hơn, nó vẫn mềm hơn nhá, âm thanh nó vẫn hay hơn. Và cũng có một số những cái trường hợp là một số bác khách này bảo là tôi là cái âm ly này nó có kỷ niệm với tôi rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mỗi tội là âm thanh của nó không hay, tôi muốn hay hơn thôi, tôi vẫn muốn giữ lại mà tôi muốn nâng cấp lên thôi chứ tôi không muốn bán nó đi. Thì đấy là một số những cái trường hợp mà nó kỷ niệm lâu năm rồi đấy, chúng ta muốn giữ lại nó mà chỉ nâng cấp nó thể âm thanh nó hay hơn, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án này. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành luôn các bác nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ qua là đây là bốn đường tín hiệu ra này, bốn đường tín hiệu ra, và đây là bốn đường tín hiệu vào cái vế công suất để nó khuếch đại, nó ra loa. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta ấy là chúng ta sẽ cắt bỏ ở đây. Em sẽ nói nguyên tắc nhá. Đầu tiên là cái đường tín hiệu ở bên ngoài nó sẽ đưa vào con âm ly. Đấy, đưa vào con âm ly, sau đó thì nó sẽ đưa vào cái vế là vế vang này. Đấy, đưa vào cái vế vang, và cái vế vang này nó hợp phối trộn cả đường nhạc, cả tiếng mix, xong đó phối trộn xong nó sẽ đưa ngược ra vế công suất. Vế công suất sau đó thì công suất nó khuếch đại, nó đưa ra loa. Đấy là cái nguyên tắc của đường đi âm thanh. Thì bây giờ chúng ta lược bỏ cái vế vang này đi, có nghĩa là chúng ta sẽ đưa thẳng cái đường này vào vế công suất luôn. Đưa thẳng cái đường tín hiệu này về vế công suất nữa, không qua cái vế vang nữa. Thì có nghĩa là chúng ta phải cắt bỏ cái dây này đi và đấu thẳng cái dây này vào cái này. Đấy nhá, bây giờ em sẽ tiến hành em làm. Ở đây thì em sẽ nói sơ qua cái cách tiến hành các bác nhé. Cái cách tiến hành ở đây thì các bác thấy là đây cái đường tín hiệu vào này. Bây giờ cái nó sẽ có rất là nhiều những cái cách khác nhau, nhưng mà cách này em nghĩ cách này là cái cách mà hợp lý nhất để chúng ta biến cái âm ly thành cục đẩy. Và nhấn mạnh các bác là bây giờ biến cái âm ly thành cục đẩy và bốn kênh công suất. Và trong cái trường hợp mà biến để mà làm theo cách em làm sắp tới này thì các bác có thể là sử dụng con âm ly này là đánh được cả loa súp hơi nhé, đánh được cả loa súp hơi và đánh được cả loa center luôn. Ngoài cái loa trung tâm thì chúng ta đánh được cả loa súp hơi, cả loa center luôn. Nó rất là hay, và cái phương án này rất là hay, và em sẽ tiến hành này. Ở đây thì với cái để mà biến ấy, chúng ta vẫn sẽ có bốn đường tín hiệu vào, bốn đường tín hiệu vào và bốn đường tín hiệu ra loa. Thì ở đây nhá, các bác sẽ thấy đây là sẽ có bốn đường này, một đường, hai đường này, ba đường, bốn đường. Thì bây giờ cái đường này này, đường 1, đường 2 nhá. Đây đường 1, đường 2 thì các bác sẽ thẳng ở đây cái rắc này này. Cái rắc này. Đây là đường 1, đường 2, cái cột của đường 1, đường 2 thì cái rắc này là chính là nó dẫn cái tín hiệu của dây 1, 2 này. Và cái cột thứ này nữa là đường 3, đường 4. Thì cái đây là chính là đường 3, đường 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ rút cái đường 1, đường 2 lên. Đây, cái rút cái đường 1, đường 2 này lên. Đấy, các bác sẽ cắt, có nghĩa là chúng ta sẽ không cho cắt cái đường tín hiệu đây và nó đâm thẳng vào đây. Và lưu ý các bác là con âm ly 506 này nó có cái đèn nháy này. Thì các bác muốn mà giữ nguyên cái đèn nháy ấy, giữ nguyên cái đèn nháy cho nó nháy theo nhạc ấy, thì các bác vẫn phải để nguyên cái dây này. Đấy, vẫn để nguyên cái dây cấp, vừa cấp cái tín hiệu lên đây để mà nó cung cấp cho đèn nháy, xong nó lại vừa đưa thẳng vào đây để mà cung cấp cho cái về công suất âm thanh. À, thì cũng có cái một cái mẹo đây các bác nhá, đấy là thẳng cái cột số 1 này, thẳng cái cột 1 2, thì nó cái dây 1 2 này, và cái dây 1 2 này thì nó sẽ kéo vào cái vỉ mới ghi là 1 2 này, nó sẽ đưa vào cái vỉ 1 2 này, cái vỉ này này, đây là chính cái dây nó đưa 1 2 này. Đấy, các bác sẽ dòng lên dây 1 2, và tương tự như là cái cột 3 4 thì nó sẽ đưa vào cái vỉ 3 4 này này. Đấy, thì đầu tiên em sẽ tiến hành em cắt cái vỉ 1 2 nhé, và em sẽ đưa phần công suất sang cái phần 1 2 này. Ở đây thì khi mà các bác làm thì các bác lưu ý của em là các bác sẽ lót một tờ giấy ở đây, sau đó thì các bác sẽ lót cái vải lên để tránh cái trường hợp là khi mà chúng ta cắt cái có những cái sợi dây đồng nhỏ nó rơi xuống mạch, cái gây chập mạch rất là nguy hiểm. Thì đầu tiên là em sẽ tiến hành là cắt ở cái vế 1 vế 2. Thì đối với con âm ly 5.6 thì thường người ta sẽ đấu ở cái vế 1 vế 2 ở bên này và vế 3 vế 4 ở bên này, với công suất 3 4 ở bên đây. Thì đây là cái đường tín hiệu mà từ ở phần phía ngoài vào, phần phía ngoài mà cung cấp cho cái vỉ 1 2, vỉ quay 1 2 thì chúng ta sẽ cắt ra này. Sau khi mà chúng ta cắt ra thì nó tiếp đến là cái đây là cái đường tín hiệu mà cung cấp cho cái vỉ công suất âm thanh của cái đường tín hiệu 1 2 ra loa. Thì bây giờ chúng ta cũng cắt ra, chúng ta sẽ đấu thẳng vào. Ở đây nhá, các bác nhìn là đây. Đây các bác sẽ thấy là cái dây này nó sẽ ăn cái đường tín hiệu ở cái vỉ 1 2, đây là cái vỉ 1 2 này, cái vỉ 1 2 đây.
Và cái đường tín hiệu mà từ ngoài cung cấp vào ấy thì nó cũng cung cấp vào cái vỉ 1-2, thì bây giờ chúng ta cắp vào đây và chúng ta sẽ đưa thẳng vào đây. Đấy, không qua cái vỉ này nữa nhé các bác nhé. Và ở đây thì ở cái dây này chúng ta vẫn cứ cấp nguồn tín hiệu vào để cho cái đèn nháy nó nháy. Nó chỉ có cái tác dụng là cấp ngược lại cho đèn nháy nó nháy chứ không có tác dụng là chỉnh âm thanh. Thì bây giờ em sẽ cắt này. Ở đây thì ví dụ đây là cái dây đầu vào của cái cổng 1-2 nhé. Em sẽ cắt vào. À, khi mà các bác cắt, các bác lưu ý là chúng ta sẽ bấm cái dây nó nhẹ nhàng thôi. À, và thứ hai nữa là phải có cái vải lót ở dưới, cũng tránh cái trường hợp là những cái dây sợi dây nhỏ này nó đứt ra. Đây. Thì đấu mà đấu đúng theo cỡ cái con âm ly 506 ấy, thì nếu mà máy nó đấu đúng dây điện ở bên trong ấy, người ta đấu đúng ấy, ở xưởng sản xuất người ta làm đúng ấy, thì cái cột đây là cột 1-2 thì nó cũng có màu đỏ. Ở đây nó cũng có tương đương với cả cái chỗ cắm của chúng ta ở phần phía sau này, nó cũng có cái màu đỏ màu trắng ấy. Thì dây này cũng vậy, màu đỏ màu trắng. Đây, các bác sẽ cắt ra như này, tuốt ra như này các bác nhé. Khi mà chúng ta tuốt, chúng ta lưu ý là có những cái sợi dây nhỏ này mà nó bị đứt ra ấy, thì các bác phải che vào, không sợ nó rơi xuống mạch. À, sau đó thì đây là cái đường tín hiệu mà từ cái mạch 1-2 nó đưa ngược ra mạch công suất. Thì bây giờ chúng ta không lấy cái đường tín hiệu ở cái mạch này nữa, chúng ta sẽ cắt bỏ luôn, cắt luôn cả hai dây, cắt luôn cả hai dây nhé. Để cắt luôn xong ta sẽ đấu vào đây. Ở trong mỗi một sợi dây này là dây này ấy, thì nó sẽ có một sợi dây tín hiệu và một sợi dây mát. Đấy, các bác sẽ thấy là sẽ có sợi dây mát bọc ngoài để chống ù chống nhiễu này, chống ù chống nhiễu. Và thứ hai nữa là cái sợi dây ở bên trong là sợi dây tín hiệu. Tiếp đến đây, dây này tiếp này. Đây là hai cái vỉ mạch công suất nhé, hai cái vỉ mạch công suất này. Và đối với những cái con âm ly như này, bây giờ chúng ta cũng không biết là cái kênh này là kênh số 1 hay kênh này là kênh số 1. Sau đây là con này là 1-2 này. Thì bây giờ như này, chúng ta sẽ để như này nhá. Các bác sẽ để nguyên như này. Sau đó thì ở đây thì cái kênh loa 3-4 này. Đấy, kênh loa 3-4 thì các bác sẽ rút ra, rút một cái thôi. Đấy, kênh loa 3-4 rút ra. Và ví dụ ở đây chúng ta sẽ rút cái kênh số 2, chỉ để nguyên, có nghĩa là chỉ để nguyên cái dây loa số 1 thôi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ cắm điện cái âm ly lại. Đây, cắm điện cái âm ly lại. À, nếu mà bật cái âm ly ấy, thì đây chỉ duy nhất là cái kênh số 1. Đây là chỉ duy nhất là cái kênh số 1 được cung cấp cái nguồn tín hiệu ra loa thôi. Thì chúng ta sẽ chạm tay ở đây bật cái âm ly lên nhé. Đây các bác nhé, khi mà các bác cắm điện vào và các bác thử này, trong một trong hai dây này nó sẽ có một dây kêu. Thì cái dây kêu đó chính là kênh số 1. Thì các bác sẽ ở đây và được chúng là kênh là số 1 này, chúng ta sẽ lấy cái bút chúng ta ghi vào đấy kênh số 1 để chúng ta nhớ kênh số 1 này. Đấy, kênh số 1 này. Thì cái kênh còn lại chính là kênh số 2 các bác nhé. Chính cái kênh số 2. Thì ở đây thì em làm lại để cho kỹ thôi, chứ còn nếu mà đúng cái âm ly 5.6 thì nó bố xí y xì như này luôn. Đấy. Nếu mà theo nguyên tắc của âm ly 5.6 thì bố xí như này là 1-2 này. Đấy, sau đó là 3-4 này. Đấy, thì nhưng mà chúng ta cứ kiểm tra lại như này để chúng ta đấu phân kênh cho nó chuẩn, và tí nữa chúng ta lắp chút nữa chúng ta lắp âm thanh cho nó chuẩn nhất. À, sau đi khi mà tra ra xong rồi chúng ta sẽ tắt điện đi nhá. Chúng ta tắt điện đi. Và đây là cái đường tín hiệu vào đây. Thì ở đây thì các bác sẽ nhìn ở phần phía sau cái rắc này. Đây, quay phần phía rắc này. Đây các bác sẽ nhìn nhá. Ở đây là cái kênh, ở đây nó ghi kênh số 1 đúng không? 1 đúng không? Thì ở trên cái rắc này nó là màu trắng hay màu đỏ? Trắng. Màu trắng đúng không? Thì nếu mà âm ly người ta đấu đúng dây thì cái màu trắng này là chính là kênh số 1. Và vừa rồi chúng ta phát hiện đây là cái kênh số 1 này, chúng ta sẽ đấu cái đường tín hiệu vào kênh số 1 đây. Đây là đường tín hiệu nhá. Chúng ta sẽ xoắn lại. Chúng ta sẽ xoắn lại như này. Và nhiều bác lại bảo là có cần phải hàn không, thì không, các bác là không cần phải hàn. Đấy, không cần phải hàn vì bản chất cái dây này thì nó truyền điện nó không đáng bao nhiêu cả. Và ngay đây nhà hãng người ta cũng cắm rắc thôi. Ở đây là mình xoắn dây nó còn tốt hơn cắm rắc cơ. Đấy, thì không cần phải hàn. Chỉ cái vấn đề đây chỉ là thẩm mỹ, và các bác quấn cho nó thẩm mỹ và cho nó chắc chắn nó cách điện nó tốt thôi, không cần phải hàn. Và tất cả những cái dây này nhá, tiếp đến cái rắc còn lại là chính là chân số 2 đúng không? Thì các bác sẽ đấu thẳng vào cái chân số 2 đây. Đây, cái đây là cái quan trọng nhất là cái đường tín hiệu này. Đấy, quan trọng nhất là cái đường tín hiệu đây. Đấu vào chân số 2 này. Đấy, sau cho chúng ta sẽ gặp lại cái quan trọng ở đây. Cái này thì đấu dây chúng ta thẩm mỹ thôi, còn cái truyền tải tín hiệu này thì đấu như này là thoải mái rồi. Và tất cả những cái sợi mát này là sợi mát chung các bác nhá. Sợi mát này là về cái nguyên tắc nó là mát vỏ. Mát vỏ và là chống nhiễu, chống ù cho sản phẩm, cho thiết bị. Nếu mà thiếu cái sợi mát này nó dẫn đến là bị ù nhá, bị ù, bị sôi, mà là sôi ù rất là to luôn đấy. Đấy, còn cái đường tín hiệu tiếp là cái đường này mà cung cấp ra cái vỉ này này, thì cái đường này thì chúng ta chỉ có mục đích là chúng ta đưa cái đường tín hiệu nhạc vào để cái đèn nháy ở phần phía trước nó nháy thôi, chứ nó không có tác dụng mà chỉnh âm thanh. Nếu mà các bác muốn mà có đèn nháy để thẩm mỹ thì các bác sẽ đấu tiếp cái dây này vào, đấu tiếp cái dây này vào để mà chúng ta sẽ có cái đèn nháy. Thì vừa rồi cái dây này nó sẽ cắt ở cái vị trí này nhá, nó cắt ở cái dây này ra, hai cái dây này đầu vừa rồi nó cắt như này. Bây giờ chúng ta cắt ra thì chúng ta lại đấu lại y xì thôi, để chúng ta cung cấp cái đường nhạc ra để cái đèn nháy nó nháy thôi. Đấy, cái dây cỡ. Dây nào màu nào đấu vào màu đấy thôi. À, thưa các bác, đây là một cái video là thực tế luôn các bác nhé, thi theo thực tế luôn. Và cái video này thì bác nào mà xem từ đầu đến cuối thì chắc chắn là các bác sẽ tự làm được luôn. Ở đây các bác thấy là em sẽ đấu vào đây này. Đấy, dây mát thì đấu chung này, màu đỏ thì đấu vào màu đỏ, và màu trắng thì đấu vào màu trắng này.
Đây. Đấy, sau khi mà đấu xong như này các bác lưu ý là phải có cái vải lót ở đây nhé, không nó rơi xuống nhá, rơi cái mạt xuống rất là nguy hiểm đấy, nhiều bác là làm là rơi cái mạt sát xuống nó chập mạch ở trong ấy. Thì sau khi mà đấu xong như này thì chúng ta đã hoàn thành được vế 1 vế 2. Vế 1 vế 2 thì bây giờ để mà thử em thử cho các bác này. Thì ở đây em thử cho bác, em sẽ cắm cái đường tín hiệu loa vào, cái kênh 1 kênh 2 loa cắm vào này. Ở đây kênh 3 kênh 4 em bỏ nhá, không sử dụng nhá. Và đây là em đang cắm kênh 1 kênh 1 kênh 2 nhá. Và bây giờ em sẽ bật cái ví dụ như con vang này em đang có tín hiệu nhạc này. Từ tín hiệu nhạc từ con vang vào cung cấp vào kênh 1 kênh 2 này. Và bây giờ em sẽ bật cái âm ly lên. Bật cái âm ly lên này. Đấy. Và các bác lưu ý hộ em là bây giờ tất cả những cái chiết áp ở phần phía cực âm ly này nó không có tác dụng gì cả nhé. Khi mà biến như này tất cả những cái chiết áp này nó không có tác dụng cả. Chứ bây giờ nó chỉ chỉnh cái đèn nháy thôi. Chỉnh cái đèn nháy thôi. Và bây giờ cái to nhỏ là to nhỏ trên con vang. To nhỏ trên con vang đây. To nhỏ trên con vang. Đây là kênh 1, kênh 2. Bây giờ em như này nhá. Bây giờ em sẽ thử cho các bác này. Ở đây. Đây là hai loa rồi. Hai loa là kêu. Và ở đây luôn hỏi hai bác là mới có hai kênh thôi nhá. Mới có hai kênh rồi hai bác nghe như nào? Nghe thấy cảm thấy nó hay hơn đúng không? Đây mới chỉ có hai kênh. Rồi, tiếng nó nét hơn đúng không? Tiếng nó nét hơn, nó gọn hơn tiếng đúng không? Đấy là mới chỉ có hai kênh thôi các bác nhá, mới chỉ có hai kênh thôi mà chưa căn chỉnh gì ở vang cả. Mới chỉ đấu dây vào mà bật thể lên các bác thấy nghe thực tế luôn. Là anh nghe tiếng nó sẽ nét hơn, nó chậm hơn đúng không? Nó gọn tiếng hơn đúng không? Đấy thì chắc chắn là các bác là hiệu quả âm thanh nó sẽ hay hơn. Và bây giờ thì em sẽ đầu tiên em sẽ đấu cái dây gen vào đây nhé, để dây gen bảo vệ. Các bác có thể lấy băng dính, cái đại loại là cái vấn đề cách điện thôi. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ có ba cái phần chú ý. Thứ nhất là đây là sẽ có cái dây mà dành cho loa trái loa phải, dây tín hiệu này, và đây dây mát chung các bác nhé. Các bác sẽ bọc gen lại, hoặc là các bác bọc băng dính lại. Gen cũng được mà băng dính được các bác nhé. Các bác ở đây nó chỉ là mang tính chất là cách điện thôi. Đấy, cách điện và thẩm mỹ thôi. Thì các bác sẽ sử dụng gen cũng được và băng dính cũng được. Ở đây thì em sẽ cho hai cái lớp gen này. Cái này thì ví dụ như là nếu mà cái dây này nó chập với nhau thì không gây cháy đâu các nhá. Chập nếu mà cái mát này nó mà chập thì tín hiệu nó không gây cháy đâu. Mà nó chỉ gây mất tín hiệu thôi. Nó gây dìm luôn tín hiệu. Đấy, còn cái đường công suất này của các bác này, đường công suất ra loa mà bị chập ấy, thì là mới gây cháy cái sò công suất. Còn cái đường tín hiệu này mà cái mát này mà nó chập vào tín hiệu này thì nó chỉ gây mất tín hiệu thôi các bác nhá. Đây em sẽ đi gen lại, gen ngoài lại. Ở đây thì em lại ghét hết cái gen màu đen. Thì em sẽ đi cái gen màu xanh này. Ở bên trong là chỉ là vấn đề thẩm mỹ thôi các bác nhá. Các bác có thể lấy băng dính cũng được hoặc lấy cái gen cách điện cũng được, nó không vấn đề gì cả. Đây là chúng ta đã hoàn thành được cái kênh số 1 và kênh số 2. Thì tương tự y xì như này chúng ta sẽ hoàn thành cái kênh số 3 và kênh số 4 nhé các bác nhé. Đây, sau đó chúng ta sẽ cắm lại đây. Đấy, rồi có dây ngắn dây dài rồi. Ở đây khi mà các bác cắm thì nó phải cắm đúng phân kênh đúng nhé, kênh 1 kênh 2 đúng ấy, thì chút nữa thì chúng ta sẽ đấu âm thanh nó sẽ chuẩn nhất. Đấy, chúng ta cắm sai kênh 1 sang kênh 2, kênh 2 sang kênh 1 cũng được, nó cũng vẫn lên tiếng bình thường. Nhưng mà khi mà lúc đó tiếng các bác chút nữa các bác phân kênh thì nó sẽ bị sai kênh. Đấy, sau đây là xong kênh số 1 2 này. Tương tự sang cái kênh số 3 4 nhá. Các bác lưu ý hộ em là cái mạt này rất là nguy hiểm này. Phải để gọn vào này. Bây giờ tiếp đến sang cái kênh số 3 4 thì các bác sẽ nhìn ở đây ạ, cái cọc 3 4 này. Cái đây là cái cọc 3 4 thì thẳng cái cọc 3 4 ở bên phía trong thì nó có dây cung cấp cho nguồn 3 4. Đây là cái cung dây cung cấp cho nguồn 3 4 thẳng cái cọc này luôn này. Thẳng cái cọc này luôn. Đấy, thì chúng ta cũng cắt cái dây này ra. Đây chúng ta sẽ cắt cái dây này. Các bác tính sao mà cắt dây để một chút nữa dây nó không bị căng, nó không bị thiếu nhé. Không bị căng, không bị thiếu này. Đây thì các bác thấy là đây là cái đường mà cung cấp vào này. Đây chúng ta sẽ đưa lên đây. Đấy, ướm như này để cắt dây này chút nữa để chúng ta nó không bị thiếu. Và trong cái quá trình làm thì các bác lưu ý là phải rút điện ra nhé. Tránh cái trường hợp là để điện là rất là nguy hiểm. Rút điện ra. Cái đường này là đường tín hiệu cung cấp nhạc vào vỉ 34. Cái vỉ 34 là vỉ ở dưới này, nó có hai vỉ này, vỉ 34 ở dưới này, cái dây này cung cấp vào này. Đấy, và khi mà cung cấp vào nó xử lý xong thì nó đưa ra, đây là cái đường tín hiệu mà đưa vào mạch công suất 34. Thì cái mạch này chúng ta tiệt hẳn luôn, không sử dụng luôn này. Bỏ luôn này, đây là cắt dây này ra này. Và bây giờ tương tự đấu cũng đấu vào như này thôi. Đấy, đấu vào xong. Ở đây em sẽ đấu này. Đây bây giờ sẽ làm lại y xì như lúc nãy, bây giờ em làm lại cho các bác sẽ nhìn cho nó dễ hiểu này. Đầu tiên là đây. Kéo cái dây này ra, khi mà cắt cái dây này đặc biệt là lưu ý là rất hay bị nó đứt cái sợi dây bên trong, đứt sợi dây bên trong mà chúng ta không có cái vải này chúng ta che là nó rất hay bị rơi xuống dưới mạch, mà rơi xuống dưới mạch thì dây đồng này nó chập với nhau nó cháy mạch. Đấy, các bác phải có cái vải các bác che vào. Đấy, nhiều bác là để tờ giấy thì cũng rất là nguy hiểm, để tờ giấy nhiều khi nó trôi. Đấy, cái vải này thì nó giữ lại này. Đây bây giờ đây là cái đường này, đường tín hiệu đi vào nhá, đi vào bây giờ không đi qua cái mạch nữa, đỡ đâm thẳng đây luôn.
Còn nếu mà ở đây là chúng ta câu cái dây này vào là chỉ mang tính chất là lắp cho cái đèn nháy thôi. Đấy, lắp cho cái đèn nháy thôi, còn nếu mà không bỏ qua đèn nháy thì bỏ qua cái dây đấy luôn, không cần thiết luôn, mà đâm thẳng tín hiệu vào với mạch công suất luôn. Các bác ở nhìn thấy cái cục đẩy công suất ấy, nhiều cái cục đẩy công suất này, ví dụ như đặc biệt là cái cục của crown ấy, crown ngày trước là người ta làm nó không có chiết áp đâu. Là đâm thẳng cái đường tín hiệu vào mạch công suất luôn ấy thì nó y xì như này luôn, nó không qua chiết áp của con âm đi. Đấy, thì các bác biết là nếu mà ví dụ nó càng qua nhiều chiết áp thì cái tỷ lệ mà nó suy hao tín hiệu thì nó xảy ra nó càng nhiều. Thì một số những cái dòng cục đẩy công suất là nó sẽ không sử dụng cái chiết áp mà nó đâm thẳng cái đường tín hiệu từ cái rắc là vào mạch công suất luôn. Thì bây giờ chúng ta đấu là như này cũng vậy, là đâm thẳng cái đường tín hiệu vào mạch công suất luôn, không qua chiết áp luôn. Thì cái chiết áp to nhỏ là chúng ta sẽ sử dụng ở trên con vang để chúng ta điều tiết cái âm thanh. Đây các bác nhá. Tí và chút nữa mà các bác đấu theo kiểu này thì chút nữa các bác chúng có sẽ có con đẩy là 4 kênh luôn. 4 kênh mà chúng ta sẽ chỉnh độc lập được 4 kênh. Ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ đấu tất cả những cái dây đây, bây giờ để như này cho dễ là bây giờ các bác khi mà rút dây này ra đúng không? Bây giờ chúng ta cũng không biết là kênh nào kênh 3, kênh nào kênh 4 đúng không? Thì bây giờ lại như này, đây là lật ngược lại như lúc đấy, và bây giờ chúng ta triệt tiêu kênh 2, kênh 1, 2 đi, rút cái tín hiệu kênh 1, 2 ra, chỉ rút cái một dây thôi, một trong hai dây thôi, đây rút cái kênh 1, 2 này ra này, bây giờ cắm cái kênh 3, 4 lại, cắm cái kênh 3, 4 lại, cắm kênh loa 3, 4 lại, và khi mà cắm loa thì các bác lưu ý là cái dây loa các bác lắp, các bác phải lắp gọn vào, tránh cái trường hợp là dây loa mà là cái dây đồng nó lồi thổi ra xong cái dây này nó chập sang dây kia. Và khi mà dây loa nó chập với nhau mà cái mạch công suất mà nó đang hoạt động mà dây loa nó đột ngột nó chập ấy, thì nó sẽ thường là nó sẽ chết cỏ không thoát 3 thôi, còn kênh còn lại nó rõ ràng kênh 4 rồi đúng không? Đấy, chỉ để kênh 3 thôi nhé, chỉ để kênh 3 thôi, và khi mà chạm tay vào thì sẽ biết luôn. Đây là sẽ có hai cái đường tín hiệu vào, đường mát này, bật cái âm đi lên này, bật cái âm đi là chặn một trong hai cái này, cái nào kêu là cái số 3, thế là kêu là cái số 3. Các bác sẽ bật lên rồi các bác chờ âm đi nó đóng cái dơ le, chúng ta tách cái dơ le ra loa chúng ta đây, kênh này kênh 3 nhé, kênh này kênh 3, cái kênh còn lại nó không kêu nó kênh 4. Để xem cái kênh này kênh 3 là kênh nào, kênh 3 là kênh đây, chúng ta sẽ thấy đấy, lòng dòng theo cái dây này đấy, thì cái dây này chính là kênh 3 này. Đây nhá, các bác sẽ nhìn ở đây là chúng ta đấu mỗi cái dây 3 thôi, đây là dây 3 đúng không, cái hàng trên là CH3 này đấy, CH3 đấy, chúng ta phân kênh như này để tí chúng ta chút nữa chúng ta sẽ có nhiều phương án cho con âm đi này hơn nhé. Đây kênh 3 này, và cái dây 3 này nó sẽ đi vào đây đấy, đi vào đây, kênh này kênh 3 đấy, còn kênh này kênh 4 đấy thì nếu mà chuẩn ra thì đúng là cái là 1 2 này, 3, 4 này, theo chuẩn của nó. Thì bây giờ chúng ta lại tắt âm đi đi. Đấy, và lưu ý là rút điện ra. Đây là cái dây số 3 nhé các bác nhé. Đây là dây số 3 này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đấu cái đường tín hiệu vào của 3. Đấy, 3 này, 3 cái này vào cái này. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây ạ. Nhìn ở đây nhá. Kênh 3 là kênh màu trắng. Kênh 3 là kênh màu trắng. Trong cái sợi này nó sẽ có một sợi màu trắng, một sợi màu đỏ. Nếu mà đấu chuẩn của cái nhà sản xuất ấy, theo chuẩn ấy, thì là cái màu trắng này là kênh 3 này, màu đỏ là kênh 4. Còn nếu mà ví dụ như một số trong trường hợp là đấu sai màu thì các bác kiểm tra lại để các bác đảo lại dây lại là thôi, ok thôi. Đây, ví dụ như màu 3 là màu trắng này. 3 là màu trắng. Quay gần hơn những cái điểm đấu này khi khách hàng ta nhìn qua điện thoại thì điểm ảnh nó nhìn nó nhỏ. Đây còn con lại là số 4 này. Đấy, kiểu lại số 4. Và cái dây mát này đấu chung hết. Dây mát này đấu chung hết. Đấy. Chút nữa câu vào cái đèn vào nữa là xong. Thế bây giờ trước tiên là thử tiếng đi. Thử tiếng bây giờ chúng ta sẽ cắm lại cái kênh, đây là kênh số 4, cắm tiếp kênh số 4. Cắm tiếp kênh số 4 này, bây giờ chúng ta đang cắm ở kênh 1 hay 2 đúng không? Bây giờ cái công tắc này đây nhá, các bác sẽ nhìn thấy công tắc của em này. Đây, xuống cái công tắc này. Bây giờ các bác muốn mà thành 4 kênh chúng ta gạt sang đây. Gạt sang đây nó là 11 22 33 4, có nghĩa là bây giờ cắm vào kênh nào thì nó vào kênh đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kênh số 3 và kênh số 4 này. Chuyển sang kênh số 3 và kênh số 4 này, bây giờ chúng ta sẽ bật con âm đi lên. Sau đó thì chờ cái âm đi nó đóng cái dơ le nó kêu tách phát. Chờ một chút nó dơ le nó đều tách phát thì bắt đầu chúng ta mới đưa cái âm thanh lên. Tiếp đến là kênh, đây là kênh 3, kênh 4 thì các bác sẽ thấy hai loa nó kêu nhá. Hai loa nó kêu và các bác ví dụ như là các bác rút kênh số 3 ra, rút kênh số 3 này này, chúng ta muốn kiểm tra là dây của chúng ta đấu đúng chuẩn chưa ấy. Đấu chuẩn chưa ấy? Rút kênh 3 ra thì tiếng ở kênh số 3 này nó mất. Rút cái dây giác 3 này thì là tiếng ở kênh loa 3 nó mất. Đấy, rút kênh số 4 thì mất loa số 4 thì là chúng ta đấu đúng màu. Đấy, chúng ta phân kênh như thế thì chút nữa chúng ta sẽ đấu nó ở nhiều cái phương án nó hay hơn. Đấy, chút nữa ở cuối video nó mới có nhiều cái hay các bác nhé. Đấy, đây ví dụ đây các bác sẽ bật nghe lại. Đây hỏi tiếp bác khách là với cái kênh 3 4 anh nghe thì cái âm thanh nó cũng thế ha hả đúng không? Ok nhá các bác nhá, thì đã ok rồi, bây giờ tiến hành là lắp cái đường đèn nháy vào thôi. Cái này là chỉ là cung cấp cái đèn nháy thôi các bác nhá. Nếu mà các bác muốn cái đèn nháy thì các bác cấp vào dây này, mà không muốn đèn nháy thì các bác bỏ qua dây này được.
Đây đấu lốt cái dây đèn nháy vào. Lưu ý là ít nhất là phải tắt công tắc nguồn đi nhá. Ít nhất là phải tắt cái công tắc nguồn đi, còn nếu mà cẩn thận nữa thì các bác sẽ kể cả nó cái này nó có cái ưu điểm cái này kể như các cái kia oxy hóa hay nó hay đúng rồi không? Nó bị giảm cái chất lượng tín hiệu ra. Những cái đường mà kiểu chiết áp của con vang, thứ nhất là con vang này là con vang đời cũ rồi đấy, con vang của con Omni đúng rồi, nó có hạn sử dụng rồi, nó kém rồi đấy. Nó có ưu điểm thứ nhất là thế, thứ hai nữa là cũng là một cái công nghệ đời cũ, bây giờ chúng ta lại nâng cấp lên một con vang đời mới. Đây và chúng ta sẽ đấu là vào này, đầu tiên là dây mát nó chung nhau này. Sau này là cục vang nào mình cũng ấy được. Cục vang thì về sau anh muốn thay thế con vang nào cũng được. Nó là tác dụng của nó. Đây cái dây đỏ thì đấu vào dây đỏ. Dây đỏ thì đấu vào dây đỏ, dây trắng thì đấu dây trắng. Cái này thì cung cấp cái đèn nháy thôi. Hóa ra những cái vỉ vỉ echo kia là. Sau đó thì chúng ta à? Sẽ echo của con vang này bỏ à, con âm đi là bỏ hết mà, bỏ hết kể cả là âm lượng đấy, bỏ hết, bỏ toàn bộ luôn, có mỗi cái công tắc tắt bật thôi. Nó chỉ sử dụng cái con sò. Đây sau đó chúng ta sẽ lồng cái gen vào, các bác có thể băng dính được, không quan trọng cái chỗ này, cái này chỉ là thẩm mỹ thôi, cách điện thôi. Đi bắn chị em nó dễ sử dụng mà hát con vang này nó không bị rú rít mic, không bị rú rít mic. Ở đây thì đây các bác nhá, khi mà các bác xuấn vào như này rồi, các bác muốn mà lồng cái gen to vào và băng dính, các bác thường thì các bác sẽ sử dụng băng dính, ở đây em có gen thì các em mới gen. Cái này để thẩm mỹ thôi, cách điện thẩm mỹ thôi, nào cũng được, không quan trọng. Lồng ngược lại, tuốt ngược lại này. Sau đó các bác hơ lại cái gen này, cái gen này là khi mà có nhiệt thì nó tự nó co lại. Băng dính cũng được, cái này chỉ là thẩm mỹ mới cách điện thôi. Ok à, thì cái bước tiến hành đã ok các bác nhé. Ở đây các bác sẽ thấy là đây nó là cái chân số đây. Các bác cắm lại nhớ dây này. Dây dài là 4 này, dây ngắn là số 3 này. Đấy, sau khi mà xong thì các bác sẽ nhấc cái vải lên. Chúng ta đã hoàn toàn, chúng ta đã làm xong rồi. Nhấc cái vải lên, khi mà nhấc thì các bác lưu ý là cái cấm được cho cái mặt sắt nó rơi xuống đây này, những cái sợi dây này các bác cắt ra. Chắc chắn nó sẽ có những cái sợi này, cái sợi dây đồng này. Đấy, mà cái sợi dây đồng này mà chúng ta không che chắn cẩn thận mà nó rơi xuống mạch bên trong là nó bị chập mạch rất là nguy hiểm luôn. À, ok bây giờ các bác nhé, đây là chúng ta bây giờ chúng ta chỉ sắp dây nó gọn lại thôi. Sắp dây cho nó gọn lại thì em sẽ lấy cái dây thít em thít lại cho các khách. Rồi. Đây thưa các bác thì vấn đề mà đi dây ở bên trong thì đã ok nhé. À, khi mà đi dây xong ấy thì có nghĩa là đường tín hiệu là bây giờ nó sẽ đâm thẳng, đường tín hiệu tiếng nó sẽ đâm thẳng vào hai vế công suất này này. Đấy, có nghĩa là 4 vế công suất, con này là âm đi 4 kênh, 4 vế công suất này và nó đưa ra loa. Nó không qua cái con vang ở phần phía trước đó, con vang ở phần phía trước đó là vang đời cũ rồi. Đấy, công nghệ cũ rồi, nó kém hơn. Mấy thứ hai nữa là trong cái quá trình sử dụng lâu ngày ấy, thì những cái con vang này, những cái linh kiện ở bên trên nó bị kém đi. Đấy thì chắc chắn là chúng ta thay một con vang đời mới, và con vang mới thứ nhất là một con vang mới nó đã hơn rồi, xong nó lại cộng thêm một vang đời mới nữa thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có một hiệu quả âm thanh nó hay hơn. Và bây giờ em sẽ lắp cái lock vào nhá, lắp cái lock vào em sẽ để con vang em thử thực tế luôn cho các bác. Ở đây thưa các bác nhá, ở đây thì em đã lắp lại cái lock máy này, và ở đây thì cái phương án đầu tiên, cái chỗ này các bác này cực kỳ quan trọng này, các bác phải chú ý chỗ này này. Ở trên con vang này bây giờ thì tất cả đường tín hiệu nhạc, đường tín hiệu mic sẽ cắm ở trên con vang. Đấy, cắm ở trên con vang. À, sau đó con vang nó sẽ phối trộn đường tín hiệu nhạc, đường tín hiệu mic xử lý xong. Đấy, sau đó thì nó sẽ đưa ra cái đường tín hiệu này là đường tín hiệu chính dành cho loa trái, loa phải, nó có hai vế shitter. Thì bây giờ con âm ly đây nhá, bây giờ cái chỗ này là chỗ quan trọng. Âm ly vừa rồi là chúng ta đang đấu ở chế độ là 4 kênh riêng rẽ, và chúng ta muốn 4 kênh riêng rẽ thì rõ ràng chúng ta phải có 4 cái đường tín hiệu vào, là kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, là 4 đường cắm 4 rắc. Đấy, nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ có 2 rắc thôi thì các bác sẽ gạt cái công tắc này này. Thế các bác công tắc nếu mà gạt sang bên này nhá, gạt sang bên này thì nó là 1 1 2 2 3 3 4 4, có nghĩa là âm thanh mà đi vào số 1 thì nó sẽ khuếch đại, nó đưa ra loa 1. Đấy, âm thanh đi vào kênh 2 thì nó khuếch đại đưa ra kênh 2, âm thanh đi vào kênh 3 thì nó sẽ khuếch đại đưa kênh 3, âm thanh đi vào kênh 4 thì nó khuếch đại nó đưa ra cái loa kênh 4. Đấy, thì có nghĩa là chúng ta phải cần 4 rắc, nhưng mà khi mà chúng ta gạt sang bên đây, gạt sang bên chỗ 1 3 này này, thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần cắm vào rắc số 1 thì cái rắc ở bên số 1 ở bên trong cái công tắc nó sẽ tự chuyển mạch, nó đưa sang cái số 3. Đấy, và cắm vào số 2 thì tự ở bên trong nó chuyển mạch, nó đưa sang số 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ gạt ở đây. Và cái phương án đầu tiên là ví dụ ở đây trong cái cụ thể này là em sẽ sử dụng 4 loa nhá.
4 loa. Đấy, sẽ gạt đây thì bây giờ chỉ cắm một là một loa sẽ line sang 3 và hai sẽ line sang 4. Đấy các bác nhá. Đây, đây có 4 đường tín hiệu ra loa này. Và đây nhá, cụ thể các bác nhá, ở đây thì là em nhấn mạnh với các bác ở đây là em đang sử dụng cái loa này là loa op amp đi các bác nhá, loa tàu nhá. Cái này là BMB của tàu này. Và cái loa này là cũng là loa của Mỹ, cái loa này cũng là loa của Mỹ. À, cũng có bác khách là bác ấy gửi kèm theo cái âm ly ấy. Bác ấy, có bác khách là bác gửi kèm theo cái âm ly này, bác ấy bảo là cái loa của bác nó cũng op ẹp rồi, nó cũng cái loa này cũng cháy mấy lần rồi. Còn cái loa dưới là loa tàu nhá. Đôi ở dưới là đôi bát 25. Đôi ở dưới là bát 25 và đôi trên là bát 20. Cái đôi này là đôi đôi bát 20 của Boss, nhưng mà cái dòng loa này cũng op ẹp rồi. Nếu mà lắp loa tốt hơn thì chắc chắn là nghe âm thanh nó hay hơn. Nhưng mà vừa rồi là cái âm ly này lắp với cả loa op ẹp. Đấy, nghe nó không hợp lý, và bây giờ là lắp vào thêm con vang nào rồi. Và cụ thể lên hai bác là thực tế nghe xem từ đầu đến cuối. Và bây giờ thì vặn lên này, bật con âm ly lên này. Bật âm ly, và âm ly bây giờ nó đang kéo là bốn cái loa này, bốn về công suất quân suất. Và chắc chắn là nếu mà các bác sử dụng những cái âm ly này để mà hay nhất là các bác sẽ lắp vào bát 20 là hay nhất. Còn bát 25 này các bác nghe nhỏ thì vẫn ok, nhưng mà bác bật to lên thì tiếng bát nó đuối. Cái công suất của âm ly, nếu mà ví dụ tổng công suất của con này thì rất là khỏe, tổng công suất 4 kênh thì rất là khỏe, nhưng mà nó chia nhỏ ra mỗi kênh một ấy thì công suất nó yếu lắm. Là lắp vào bát 25 này nếu mà các bác bật bé thì được, nhưng bật to lên nó đuối lắm, nó đuối tiếng nó không chắc tiếng bát đâu. Nếu mà hay nhất thì các bác lắp vào bát 20. Thì ở nhà bác này thì cụ thể hai bác khách này đang sử dụng con âm ly này là lắp bát 20 thì chắc sẽ âm thanh nó hay này. Đây các bác nhá, ví dụ như con âm ly này bây giờ em vặn về không hết, nó chả có tác dụng gì cả, nó chỉ có công tắc tắt bật đấy thôi. Còn cái những cái chiếc áp này bây giờ em chỉ đấu là chỉ để đấu đèn thôi, đấu đèn chỉ vặn lên nó chỉ đèn nó nhiều hay ít thôi. Bác sẽ nghe âm thanh. Đây thưa các bác, là bây giờ vừa bật lên một đoạn thôi, hỏi hai bác khách này. Anh thấy là nó có khác biệt hẳn luôn, chứ không phải khác hẳn luôn các bác nhá. Là 1.6 1.10 luôn. Đợt trước là ví dụ trưa mà lắp con vang này nó chỉ được 6, nhưng bây giờ lắp vào được 10 luôn, đúng không? Anh nghe tiếng nó sẽ gọn hơn và nó sẽ chắc hơn. Đấy, nó sáng tiếng hơn. Đấy, thì qua cái video thực tế để các bác biết là chắc chắn là khi mà chúng ta lắp thêm con vang vào cả âm đi thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh nó hay hơn. Cái sau này mới hay này. Đây là trong trường hợp là có bốn loa nhưng mà hai loa nó chung một dây này, hai loa chung một dây tín hiệu này và hai loa còn lại nó chung một dây tín hiệu này. Và bây giờ em sẽ bóc tách là bốn loa này bốn đường tín hiệu khác nhau, nó không cái nào nó giống cái nào nhá. Thưa các bác, ở cái đoạn này nhá, cái đoạn này thì em chỉ chia sẻ thêm cho các bác thôi, chia sẻ thêm cho các bác để các bác hiểu cái nguyên tắc hoạt động của con âm ly. Ở trong đây thì bây giờ em vẫn sử dụng con âm ly này, và âm ly này là âm ly 4 kênh công suất. Và em sẽ sử dụng là ở đây, giả sử em sử dụng ở đây là hai con vang, và bây giờ em sẽ phối trộn là hai loại nhạc khác nhau, hai loại nhạc ở đây. Cái chủ yếu là để các bác hiểu được là cái nguyên tắc hoạt động, có nghĩa là con âm ly này các bác cứ cung cấp cái nguồn tín hiệu là vào thì nó sẽ khuếch cái đại nguồn tín hiệu đấy lên. Đấy, các bác có thể là sử dụng hai ba cái nguồn tín hiệu khác nhau, ví dụ như một cái bài nhạc này một cái bài nhạc kia từ hai cái thiết bị khác nhau đưa vào âm ly và nó sẽ đưa ra loa, cắm cái đường nào nó ra đường đấy. Cái đoạn này chỉ là chia sẻ thôi, mà chút nữa thì có nhiều cái hay hơn này. Đấy, ở đây thì ví dụ em sử dụng hai con vang này, và hai con vang này em sẽ bật hai loại nhạc khác nhau. Và ở đây nhá, ở đằng sau con âm ly này, âm ly bốn kênh, ví dụ ở đây em đầu tiên là muốn sử dụng ở chế độ này thì các bác phải gạt cái về chế độ 4 kênh. Các bác sẽ gạt ở đây, cái ví dụ như các gạt về 11 22 33 44 có nghĩa là cung cấp là riêng rẽ 4 kênh luôn. Thì chúng ta phải cắm 4 cái đường tín hiệu ở đây. Thì có kênh 1, kênh 2 thì em sẽ cắm vào một con vang, và kênh 3, kênh 4 em cắm vào một con vang khác, thì có nghĩa là bây giờ cái con âm ly này nó sẽ có hai nguồn nhạc khác nhau, và nó sẽ đưa 4 loa vào trong đó, thì nó sẽ có phân chia thành hai nguồn nhạc khác nhau của 4 loa này. Và đây em sẽ bật lên và các bác thấy này. Ở đây em sẽ đưa cái con âm ly lên này, âm ly lên đèn nháy lên để các bác biết, nhìn cái đèn nháy nhé. Cái đèn nháy này thì chỉ mang tính chất là thẩm mỹ thôi nhá. Đây. À, kênh 1, kênh 2. Có nghĩa là con vang này nó cung cấp nguồn tín hiệu cho kênh 1, kênh 2, thì kênh 1, kênh 2 nó nháy này. Đấy. Bây giờ cái con này thì cái vang trên này em sẽ nhờ cái bác khách này kết nối Bluetooth, em sẽ chuyển về chế độ Bluetooth này, ấn cái nút input này. Nút input chuyển về chế độ Bluetooth, xong nghe nhạc từ điện thoại là chúng ta biết là có hai nguồn nhạc. Anh để gần cái điện thoại của em cái. Đấy, anh cứ cầm cái điện thoại đây, anh cứ cầm này. Đây các bác nhá, cái con này thì đang kết nối với điện thoại, còn con này đọc USB, có nghĩa là hai nguồn nhạc khác nhau này. Đây ví dụ em tăng con vang. Đây. Top này. Đây các bác nhá, cái con này nó sử dụng kênh 3, kênh 4 và con này sử dụng kênh 1, kênh 2, bây giờ trộn hai loại nhạc với nhau này. Thì nghe như này nó bị rối nhạc các bác nhá, nó bị rối nhạc, nhưng mà đây em chia sẻ cho các bác biết được là cái nguyên tắc hoạt động
cái nguyên tắc hoạt động là đưa cái nguồn tín hiệu nhạc vào lào vào thì nó sẽ khuếch đại đường tín hiệu nhạc này lên đấy các bác, để các bác hiểu nguyên tắc hoạt động của những cái thiết bị này thôi nhá. Bây giờ tiếp đến cái đoạn này mới hay này, cái đoạn này cực kỳ hay các bác nhá. Bây giờ em sẽ bỏ cái con vang này trên này ra, và bây giờ thì em sẽ biến cái con âm ly này thành một cái cục đẩy công suất mà nó đánh được cả loa center, đánh được cả loa súp hơi luôn các bác nhá, súp hơi nhá. Bây giờ như này, cái kênh 1, kênh 2 thì em kênh 1, kênh 2 đây em sẽ quay lại sau này. Đây nhá, em sẽ rút cái dây tín hiệu này ra, cái đoạn này rất là hay này các bác nhá. Đoạn này rất là hay này. Ở đây, ví dụ như là kênh 1, kênh 2, kênh loa 1 và kênh loa 2 thì là đây là đánh đường loa chính là loa trái phải. Bây giờ em sẽ so kênh số 4 là đánh loa súp, ở đây em sẽ lấy đường tín hiệu súp. Trên con vang này nó có rất là nhiều đường ra, đường loa trái, loa phải, đường loa súp và đường loa center này. Đây là đường loa súp nhá. Đây thưa các bác nhá, đây là cái kênh loa super này, đây là đường cắt cốt dành cho loa super. Đấy, super thì bây giờ em sẽ cắm xuống cái kênh số 4. Đấy, kênh số 4 này thì cái kênh số 4 này là chính là đường loa súp nhá, đường loa súp. Đấy, và bây giờ tiếp đến là em sẽ lấy một cái dây nữa, em cái cắm cái đường loa center, các bác sẽ lấy cái dây đơn thôi. Đấy, đường loa center đây là cái chính là cái đường loa center này, đây là đường loa center. Đây đường loa center. Đấy, center này em sẽ cắm vào kênh số 3. Đấy, thì có nghĩa là bây giờ con âm ly này là chúng ta sẽ có hai đường loa chính, một đường loa súp và đường loa center. Thì các bác lưu ý cho em ở đây thì em không có cái loa mà loa súp riêng, có nghĩa là loa súp riêng và cũng không có loa center riêng, thì em chính lấy luôn cái loa này làm biến thành loa súp là loa center. Thì khi mà cắm vào cái tiệm của loa súp thì tiếng ở đây nó chỉ không có tiếng chép, nó không có tiếng chép, không có tiếng trung, mà nó chỉ có tiếng bát thôi. Nó chỉ có tiếng bát thôi. Còn nếu mà chuẩn ra thì cái đường tín hiệu ra kênh số 4 này. Đường tín hiệu ra kênh số 4 thì các bác có những cái loa trầm như này này. Có những cái loa trầm như này mà các bác bị hỏng cái mạch công suất ấy, hoặc là các bác có thể là mua cái trầm hơi luôn. Đấy, trầm hơi luôn các bác nhá. Và các bác không sử dụng cái mạch công điện nữa mà các bác đưa thẳng vào cái loa trầm. Có nghĩa là biến cái con này nó kéo cái loa là súp hơi đấy, nó súp hơi ấy. Những cái bác là hiểu cái loa súp hơi là cái súp đấy nó chỉ có cái bát loa, nó không có mạch công suất. Thì chính là chúng ta sử dụng cái mạch công suất của này để khuếch đại cái tiếng trầm và đưa ra cái loa đấy, và nó chỉ có tiếng trầm quỳnh thôi. Và bây giờ trong cái bài test là như vậy, là kênh số 4 này này, là chính là cái đường loa này. Chính cái đường loa này là cái loa này các nhá. Đây em sẽ lần cái loa này là loa này. Là cái loa này tí là thành cái loa trầm luôn. Tí nó thành cái loa trầm, nó chỉ bùm nó không hề có tiếng lời luôn các bác nhá. Và bây giờ em sẽ thử bật luôn này các bác này. Đây em thử luôn này. Và với cái con này nhá thì cái đường loa center ở đây này, đường đây là thứ nhất là đường loa trầm nhá. Đường loa trầm thì đầu tiên là em sẽ vặn cái âm lượng của loa trầm lên. Đấy, sau đó cắt cốt ở cái tần số sâu nhất. Đây là cái chiết áp cắt số. Còn đây là cái ví dụ như là cái đường tín hiệu loa center. Đường tín hiệu center thì các bác có thể là trộn tường nhạc và đường riêng và mic và đường riêng. Thì ví dụ đường loa center này các bác muốn là giả sử, đây là đường loa center này rất là hay ở cái chỗ này. Giả sử là các bác muốn là chỉ làm cái mic, cái đường loa đấy là đường kiểm âm. Đường kiểm âm cho ca sĩ mà nó chỉ có tiếng mic thôi, không có tiếng nhạc. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vặn cái nhỏ hết cỡ cái nhạc xuống, vặn nhỏ hết cỡ cái nhạc xuống và vặn to hết cỡ cái mic lên. Đấy, và nó chỉ có tiếng mic thôi, nó không có tiếng nhạc đâu các bác nhá. Đây các bác này em sẽ thử luôn các bác này. Đây. Đây các bác sẽ xem cái này nó rất hay luôn ạ. Đấy, đây anh đứng gần cái loa này, anh thấy cái loa dưới nó chỉ có tiếng bát không rồi nhá. Ở đây là em sẽ, ví dụ ở đây các bạn nhá. Anh thấy là cái loa dưới này nó chỉ có tiếng bát không đúng không? Nó cái tiếng huỳnh thôi, đúng không? Đấy, cái loa này, bây giờ nó chỉ có tiếng bát huỳnh không? Mà nó khỏe hơn rất là nhiều. Đấy, thì có nghĩa là nó sẽ biến cái loa này thành cái loa super bát. Và nó là thành cái là bát, loa trầm hơi. Nhưng mà con này là con do con này nó không phải là loa thiết kế mà dành riêng cho cái loa trầm, thành ra là khi mà các bác cắm vào thì mặc dù là nó vẫn là tiếng trầm nhưng mà nó tiếng nó không chuẩn mà nó bị cái rè, nhưng mà nó là loa trầm. Còn nếu mà ví dụ như mà các bác sử dụng cái trầm ở ngoài này, cái loa ngoài này, các bác cắm dây vào thì nghe cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic nhá. Và ở đây nhá, em đang lắp với cả một cái bộ mic này. Bây giờ các bác lưu ý là mic bây giờ là chúng ta phải cắm vào vang chứ không phải cắm vào âm ly nhá. Cắm vào vang thì vang nó sẽ xử lý tiếng mic toàn bộ, bây giờ nó xử lý tiếng mic, tiếng nhạc. Và âm ly nó chỉ là cái bộ phận khuếch đại thôi. Và ở đây thì trong cái bài test vừa rồi là kênh 1, kênh 2 là em sẽ lắp cái đường là đường chính. Đường chính thì nó sẽ có cả nhạc, có cả mic. Đấy, tiếp đến là đường số 3 là nó chỉ có tiếng mic thôi. Cái đường số 3 này nó chỉ có tiếng mic thôi. Và đường số 4 này nó chỉ có tiếng siêu trầm thôi. Đấy, đường số 4 là chỉ có tiếng siêu trầm thôi. Thì đấy có nghĩa là đường số 3 là đường loa center để kiểm âm của ca sĩ. Đường số 4 là đường loa siêu trầm. Đường số 1, số 2 là đường main, đường chính. Ở đây thì em chỉ chia sẻ cho các bác như vậy. Nhưng mà cái loa này hiện giờ nó biến thành cái loa trầm thì nó không đúng mục đích của nó, không đúng cái chức năng của cái loa. Thành ra là các bác nghe cái loa này nó công suất nó khỏe quá, nó bị rè. Vì nó không phải là loa siêu trầm mà mình đang đấu vào cái đường siêu trầm. Đấy, thì đấy là chia sẻ thêm cho các bác để các bác muốn mà sử dụng con này là có cả đường loa center để kiểm âm.
đấy là loa trung tâm để kiểm âm ấy. Đấy, hoặc là chúng ta thêm một cái đường loa để loa súp mà súp hơi thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương án này. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang cái chế độ bình thường. Bình thường là chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta chỉ gạt cái công tắc đi. Đây, gạt cái công tắc sang đường 13 sang đường 324 này. Thì bây giờ tất cả cái bốn cái loa này này nó sẽ chạy chung cái đường 12 và bây giờ cái đường 34 này nó không có tác dụng nữa. Cái rắc tín hiệu 34 này không có tác dụng là chúng ta sẽ rút ra. Và bây giờ là bốn loa nó kêu các bác nhá, bốn loa nó kêu luôn. Đây. Đấy, có nghĩa là ăn chung hai cái đường tín hiệu này. Và bây giờ thì em sẽ thử cái tiếng mic cho bác ấy, thì bác ấy sẽ alo cái tiếng mic. Và trong cái tiếng mic bây giờ là đang để chế độ là âm thanh mộc hết, chưa chỉnh cái gì cả đây. 12 giờ hết nhá, 12 giờ hết luôn. Và đây các bác sẽ nghe cái đường tiếng mic này. Ở đây thì em cũng đang để chế độ là âm thanh mộc. Đây, âm thanh mộc là chưa chỉnh cái gì cả, chưa chỉnh cái gì cả. Đây thì em sẽ alo thử và em sẽ đưa cho bác khách đây, bác anh thử luôn. Alo 6712 alo 1 2 3 4 alo. Anh thấy là tiếng mic nó nhạy hơn đúng không? Nhạy hơn mà anh đang đứng gần đây mà nó nhạy như thế mà nó không bị rít. Có nghĩa là hệ thống mà xử lý cái này. Alo. Ở đây là chưa chỉnh cái gì cả các bác nhá. Ở đây thì cái con này nó sẽ có bo mạch mà chống rú rít mic này, nó có bo mạch chống rú rít. Anh thấy là tiếng mic như này, anh alo luôn. Đây. Anh thấy là nhạy. Đây là chưa chỉnh cái gì cả nhá. Chưa chỉnh cái gì cả. Bây giờ em thì chưa chỉnh cái gì nó đã hay rồi nhưng mà chỉnh thêm nó sẽ có hay hơn này. Đây thưa các bác nhá, ở đây thì em sẽ chỉnh luôn. Vừa rồi thì là vẫn để ở chế độ là âm thanh mộc của con âm ly này, con vang này là chưa chỉnh cái gì cả. Các bác lưu ý hộ em là cái âm ly này bây giờ nó chả có tác dụng gì đâu nhá. Không có tác dụng vì cái âm thanh cả, nó chỉ chỉnh cái đèn nháy thôi. Nó chỉ chỉnh có đèn nháy thôi. Bây giờ em khóa hết, em không cho đèn nháy nữa này. Đấy. Đấy, và bây giờ chỉnh hết cho con vang nhé. Con vang vừa rồi thì để chế độ là âm thanh mộc, chế độ là âm thanh mộc. Và bây giờ em sẽ chỉnh thêm một chút để các bác biết được là cái con này rất là dễ chỉnh. Đang tìm tiếng lời, bây giờ em đang tiếng lời lên và bác khách này bác alo thì bác sẽ biết được là. Đấy, anh thấy. Đấy, đúng không? Anh thấy tiếng lời là rõ hơn hẳn không? Đấy, đúng không? Đấy thì chắc chắn là cái hiệu quả âm thanh của chúng ta nó sẽ hay hơn cả về phần tiếng mic và cả tiếng nhạc. Đấy thì âm thanh nó rất là hay. Đặc biệt là cái con này xử lý cái tiếng mic mà hát karaoke thì nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều so với cả âm ly. Và bây giờ thì em sẽ ví dụ như bây giờ tiếng mic ok đúng không? Anh thấy được cái thao tác chỉnh rất là nhanh. Đấy, anh alo đi anh là thử chỉnh nó rất là nhanh luôn. Đấy. Rất là nhanh, rất là hiệu quả luôn, rất là dễ sử dụng. 2 3 4 alo. Đúng không? Và bây giờ em sẽ thử tiếng nhạc nhá, tiếng nhạc các bác nghe này. Ở đây thì em sẽ tăng một chút cái tiếng tép ở nhạc thì các bác sẽ nghe thấy luôn. Không hú luôn, không hú luôn. Đây các bác, đây các bác thấy là đang đứng rất là gần mic nhá. Đây, ở đây. Cho dí vào loa đó, không hú đi. Alo 6 7 1 2. Alo 6, đúng rất là gần loa luôn. Còn chắc chắn là khi mà chúng ta dí mic vào loa thì chắc chắn nó phải rít, nhưng mà đứng gần thôi, đứng gần mà nó không bị rít là ok. Chứ còn nhiều bác là một số đơn vị là người ta quảng cáo xong là người ta bảo người ta dí sát mic vào loa dí sát luôn ấy mà không rít ấy thì em bảo đấy là 99,9% đấy là lừa đảo. Đấy, vì cái nguyên tắc cộng hưởng của âm thanh là khi mà mic nó gần loa này bắt buộc là nó phải rít. Chứ còn bảo là dí sát vào mic vào loa xong đập ở cái loa mà nó không rít đấy là không đúng sự thật, không đúng sự thật. Còn khi mà trong cái trường hợp là chúng ta đang đứng gần loa như này. Alo 6 7 1 2 đứng gần loa, cách loa độ khoảng 50 phân như này mà nó không rít thì là quá tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời rồi. Còn chứ bảo là dí vào, còn bảo dí là dí như này vào thì chắc chắn nó sẽ bị rít. Đấy là nguyên tắc cộng hưởng của thiết bị âm thanh nó như vậy. Còn nhiều bên đơn vị bảo dí mic vào loa mà nó không rít thì đấy là sai các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ chỉnh cho các bác tiếng nhạc này. Đây nha, hai bác nghe tiếng nhạc là rất là dễ chỉnh nha. Tiếng nhạc ở đây là cái phần music này. Em đang để chế độ phẳng nhá. Bây giờ em chỉnh tiếng chép lên, anh nghe tiếng chép nó hay hẳn đây. Chép nó lẩy hơn, đúng không? Đấy, đừng chép nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy thì thưa các bác thì cái sản phẩm này thì đã coi như là đã thành công rồi, đã làm thành công rồi. Bây giờ em sẽ tháo ra vệ sinh, tiện vệ sinh luôn cho bác ở bên trong thôi. À, đây thì từ nãy là từ dây các bác nghe là không hề có tiếng trầm nhá. Và đây em sẽ thử luôn cho các bác. Nếu mà cái hệ thống âm thanh của các bác mà lắp thêm cái tiếng trầm. Ở đây thì bác khách này thì bác ấy đi ở đây thì bác ấy cũng đang có cái nhu cầu là tham khảo cái loa trầm. Tham khảo cái loa trầm ở đây thì em sẽ cắm cái loa trầm vào để thử. Khi mà có cái loa trầm thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở đây là hai bác này, đây đang em đang làm chứng. Đây là hai bác này, bây giờ mua con trầm này đâu có 3 triệu rưỡi. Nhưng mà đây đang gọi điện cho vợ bảo là 10 triệu này. Ở 10 triệu đấy chắc là tiền ngoài lề đấy. Đây em sẽ thử có bác con trầm GD nhá, bán là tầm khoảng 3 triệu rưỡi gọi là dưới 4 triệu. Đây là cái đường tiếng trầm này. Đây là đường cắt cốt, đây là đường cắt cốt dành cho loa trầm các bác nhá. Đây là đường cắt cốt ở trên con vang dành riêng cho loa trầm.
riêng cho loa trầm. Đúng rồi. À, đây là đây không cái này cơ anh. Đây là đằng sau con vang là nó sẽ có đường cắt cốt dành riêng cho loa trầm. Đây là đường tín hiệu anh nhá. Còn vừa rồi là em cắm xuống con âm đi là mượn cái con âm đi là cục đẩy. Đấy, còn cái đây là con trầm của anh, nó là trầm điện rồi, chỉ cần cắm nguồn tín hiệu vào thôi. Đây thì em sẽ cắm, đây là cái đường mà tín hiệu cung cấp cho cục trầm này. Sau đó thì chúng ta sẽ bật điện cái cục trầm này lên này. Bật điện cái cục trầm này là bác khách thì đây nhá, ở đây trên cục trầm này có ví dụ con này nó có hai chiếc áp, một cái chiếc áp âm lượng, một cái chiếc áp tần số cắt cốt. Cắt cốt thì anh cho nhỏ đi. Đấy, và bây giờ em sẽ bật cái tiếng lên. Ví dụ như âm thanh của chúng ta mà có loa trầm thì chắc chắn là âm thanh thì nó sẽ hay hơn, tiếng nó sẽ ấm áp hơn nhiều. Bây giờ nhá, anh rút cái trầm ra anh biết luôn. Rút dây ra. Nghe nó khô khỏe luôn. Đấy là anh công nhận là có tiếng trầm mà nghe tiếng âm thanh nó mềm mại hơn, nó hay hơn nhiều đúng không? Đấy là cái tác dụng của loa trầm khi mà các bác mà lắp vào thì âm thanh, ví dụ như cái âm thanh của các bác đang mực 10 thì khi mà các bác lắp lừa loa trầm vào thì các âm thanh của các bác nó sẽ ít nhất là các bác sẽ được 13 đến 15. Đấy thì âm thanh nó sẽ hay hơn hẳn luôn. Thì lâm trầm là thì tiếng bass của nó ấm áp hơn và là hay hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta hát karaoke mà có tiếng trầm này thì tiếng mic của chúng ta nó sẽ rất là ấm áp, nó rất là truyền cảm. Và khi mà nghe nhạc mạnh, nhạc sàn ấy thì rõ ràng thì nó có hiệu ứng, nó sẽ âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và khi mà có cái loa trầm này anh nhá thì nó sẽ gánh cái tiếng bass cho những cái loa còn lại của anh ấy. Thì ra thành ra là cái loa còn lại nó sẽ nhẹ tải hơn thì hệ thống âm thanh của chúng ta nó sẽ bền hơn. Đấy, vừa hay hơn vừa bền hơn. Ở đây thì em quay cái video bằng điện thoại ấy, thì cái nhược điểm của quay video điện thoại là cái giải chung và giải chép thì thu rất là tốt, nhưng mà cái giải siêu trầm ấy thì cái điện thoại nó thu rất là kém. Nó thu rất là kém vì cái giải siêu trầm nó cái giải thấp thì điện thoại nó thu rất là kém, thì các bác sẽ thường là nghe qua điện thoại thì sẽ không nghe thấy tiếng trầm đâu. Đấy, thì thực tế đây thì đấy bác thấy là anh lấy là lắp vào tiếng trầm mà nghe nó hợp lý hơn rất là nhiều đúng không? Âm thanh nó hay rất là nhiều. Và con âm ly này thì em đã nâng cấp thành công các bác nhá. Và em nhấn mạnh, em khẳng định luôn các bác, tự tin khẳng định các bác là khi mà các bác lắp con vang vào và biến cái âm ly thành cục đẩy ấy thì chắc chắn với các bác là âm thanh của bác sẽ là hay hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng ở đây là các bác phải thao tác đúng. Mới thứ hai nữa là các bác phải mua một con vang hàng chính hãng, hàng tốt. Đấy thì chúng ta mới có hiệu quả là ok nhất. Và cái con vang mà hiện giờ mà em khuyên các bác sử dụng nhiều nhất là các bác sử dụng cái con KM330 Pro. Nó là một con vang số, một con vang cơ lai số. Chúng ta sẽ có cái tốc độ xử lý nhanh của vang số và chúng ta sẽ có cái cách dễ sử dụng của vang cơ. Đấy, còn những cái bác nào mà chuyên nghiệp hẳn ấy thì chúng ta mới sử dụng vang số. Còn nếu mà các bác sử dụng phổ thông thì em khuyên chân tình các bác là lên sử dụng những cái dòng vang như này để dễ sử dụng. Sử dụng được thì nó mới hay được các bác nhé. Chỉnh được thì mới hay được. Nhưng các bác, nhiều bác lại bỏ tiền ra mua vang số rất là nhiều tiền đấy, nhưng về không biết chỉnh thì âm thanh nó không ra gì cả. Đấy, còn thua những cái vang rẻ tiền cơ, thì lưu ý như vậy. Và cái con này là đáng sử dụng nhất. Ở đây hiện giờ trên thị trường thì ở nhà hãng người ta có mới có cái mã là con KM350 Pro Version 2. Thì cái con này bản chất của nó là một con đời ra sau, là phiên bản nâng cấp. Nâng cấp của cái con này thì kiểu dáng đẹp hơn, nhìn hình thức nó hiện đại hơn và đèn đóm thì đẹp hơn. Nhưng em nói chân tình với các bác là nó không hiệu quả bằng con 330 Pro. Nói chân tình với các bác, nếu mà những cái bác nào mà sử dụng đơn thuần, sử dụng phổ thông, các bác hãy sử dụng con này cho em là hiệu quả nhất. Còn con này nó khó sử dụng và âm thanh nó không có hiệu quả bằng con dưới. Khuyên chân tình các bác như thế. Hai con này thì bên em nhập bằng giá nhau và bán bằng giá nhau. Nếu mà con này ví dụ như mà nếu mà cái phiên bản mà nâng cấp mà nó tốt hơn, nó hiện đại hơn, nó hay hơn thì chắc chắn là giá nó sẽ bán ra nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà do là nó không hay con này, nó chỉ đẹp hơn chứ không hay hơn con này, thành ra là giá bán nó vẫn là giá bằng con dưới, với cái khung giá là dưới 3 triệu đồng. Giá thì thực ra thì nó cũng giá rất là mềm các bác nhé. Đấy, mặc dù nó là vang đời cao nhưng mà giá cũng rất là hợp lý, dưới 3 triệu đồng thôi. Thì cái giá 3 triệu đồng, dưới 3 triệu đồng thì hầu như là bác nào cũng có thể là sắm được cái con vang này. Chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh rất là hay và cách sử dụng, đặc biệt là cách sử dụng rất là đơn giản ở trên cái sản phẩm này các bác nhé. Và cái quan trọng nhất ở đây thì đó là từ đầu đến cuối cái video là khách hàng trực tiếp đến mang cửa hàng và nhìn từ đầu đến cuối cái video ở đây. Và cuối cùng ở đây hai bác khách là chốt lại là thấy là hợp lý hay không hợp lý. Ok. Đấy, các bác nhé, cái quan trọng nhất là cái khách hàng bảo là tôi đang có con âm đi sử dụng bình thường. Bây giờ đang sử dụng bình thường, bản chất của nó đã hay rồi. Bây giờ tôi cắt dây ở bên trong ra. Cắt dây bên trong ra nó mất zin. Xong lại tôi lại mất thêm tiền tôi mua con vang. Mà nó lại không hay hơn nữa thì buồn cười quá. Đúng không? Nó buồn cười quá. Mà đây là thực mắt luôn, nhìn luôn đúng không? Thì buồn cười quá. Thì hoàn toàn nếu mà ví dụ lắp vào mà không thấy hay hơn thì khách hàng có ở đây thì anh bảo thôi em chuyển lại trên cũ cho anh không thấy hay hơn đúng không?
Đấy, thì và rõ ràng đây nó hay hơn thì khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn, âm thanh nó hay hơn. Đấy là điều quan trọng các bác nhé. Và cuối cùng thì bên em là bên lương âm thanh, lương audio. À, bên em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hàng chính hãng và hàng mới. À, bên đây là số điện thoại của bên em này các bác nhé. Số điện thoại của bên em là 0988646683. Thì các bác hãy giúp đỡ bên em, ủng hộ bên em bằng cách là chia sẻ cái video này, cũng như là các bác sẽ ấn phần đăng ký kênh. Ở phần phía dưới video thì có cái nút đăng ký, các bác sẽ ấn vào đăng ký để ủng hộ kênh của bên em, giúp đỡ kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh là rất rất có ý nghĩa với bên em. Thì các bác khi mà các bác ấn đăng ký kênh ấy, thì các bác không mất một cái chi phí gì cả, không mất một cái đồng hào nào cả, mà các bác ấn đăng ký là các bác sẽ ủng hộ em rất là nhiều luôn. Thì các bác có thể là lấy điện thoại của các bác vào YouTube, vào kênh YouTube Lương Âm Thanh, các bác ấn đăng ký, hoặc là ủng hộ nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn là các bác sẽ lấy điện thoại của người nhà, bạn bè của các bác ấn đăng ký kênh của bên em. Thì cái việc đăng ký kênh nó không phát sinh cái chi phí gì các bác nhé. Các bác hãy đăng ký để ủng hộ kênh của bên em. Đây là cái gian hàng ở bên em này, đây là còn cái kho hàng ở bên em ngoài này, còn có rất là nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Và đây là một số những cái giấy chứng nhận ở bên em là bên đại lý phân phối cấp 1 của bên DB Acoustic. Thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm về cái thương hiệu DB Acoustic cũng như là một cái thương hiệu khác. Thì đây là giấy vinh danh, giấy chứng nhận đại lý xuất sắc của DB. Đấy, thì cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác ạ.